Chào mừng các bạn đến với tạp hóa Tu Tiên, giọng đọc Huyền Trân, truyện Thiếu Soái Trở Về, chương 61, Múa Rìu Qua Mắt Thợ. Lê Lâm Uyên đưa theo hai trợ thủ đắc lực, Hắc Vô Thường Tàng Đông, Bạch Vô Thường Hồ Mẫn, còn có 300 thuộc hạ tinh nhuệ của La Gia. Người nào cũng đeo khăn tang, lái mấy chục chiếc xe mở nhạc buồn, giống như đoàn xe đưa tang, chạy thẳng về Trung Hải. Tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa. Thông tin Lê Lâm Uyên điều động tinh nhuệ của La Gia muốn giết Trần Ninh, Động Thiên Bảo và Tống Gia rất nhanh truyền tới tay Trần Ninh. Đội xe của Lê Lâm Uyên vừa vào khu vực ngoại ô của Trung Hải, liền bị Trần Ninh dẫn người ngăn lại. Trên đường khu ngoại ô hẻo lánh, đội xe của La Gia dừng lại. Đám thuộc hạ La Gia eo ẹt xuống xe tập hợp. Nhanh, nhanh, rất nhanh 300 tên thuộc hạ tinh nhuệ đã tập hợp xong. Tiếp đó, Lê Lâm Uyên có thể vạm vỡ dẫn theo Bạch Vô Thường, Tàng Đông và Hồ Mẫn xuất hiện phía trước đội ngũ. Lê Lâm Uyên nheo đôi mắt ưng nhìn đám người ít ỏi trước mặt. Đám người này chính là Trần Ninh, Điển Chữ, Đổng Thiên Bảo, còn có bác hộ vệ của Trần Ninh. Ai cũng đeo mặc đồ thường ngày, nhưng toàn thân lại toát ra khí thế bất người. Lê Lâm Uyên uy nghiêm: "Trần Ninh, Đổng Thiên Bảo, xem ra chúng mày biết mình phải chết nên chủ động tới tìm chết. Rất tốt, nếu mặc chúng mày có chút giác ngộ này, tao cho chúng mày cơ hội tự kết liễu, để cho chúng mày toàn thân." Trần Ninh xuất hiện chặn Lê Lâm Uyên lại chỉ là vì cảm thấy ông ta đưa đoàn tư tang đến nhà gây chuyện thì quá xui rồi. Hơn nữa, sợ là sĩ dọa tới người nhà mà thôi. Không ngờ Lê Lâm Uyên lại hiểu thành họ là tự tới tìm chết. Trần Ninh tay đặt sau lưng, hờ hững nói: "Tôi đứng cảnh cáo La Gia các ông, không được đến Trung Hải nửa bước, nếu không thì giết hết. Bây giờ tôi nể tình mấy người còn chưa vào đến Trung Hải, cho mấy người một cơ hội cuối cùng." Lê Lâm Uyên lần này đưa người tới Trung Hải, tuyên bố bam vèm Trần Ninh và Đổng Thiên Bảo còn có Tống Trọng Hùng. Ông ta lúc nãy nói cho cơ hội tự sát để được toàn thi, không ngờ Trần Ninh lại quay ngược lại nói cho ông ta cơ hội. Lê Lâm Uyên tức giận: "Mày cho chúng tao cơ hội gì?" Trần Ninh bình tĩnh nói: "Cơ hội được sống cuối cùng." Lê Lâm Uyên cười hung dữ: "Ha ha, tao thấy mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tao đưa toàn bộ tinh nhuệ của La Gia tới đây chính là muốn giết hết cả nhà chúng mày. Là tao không cho chúng mày cơ hội sống, không phải là mày cho chúng tao cơ hội được sống." Giết hết cả nhà, lời này của ông ta đã động được vào vẻ ngược của Trần Ninh. Rồng có vẻ ngược, động vào chắc chắn sẽ nổi giận. Trần Ninh lạnh lùng: "Vốn muốn cho các người còn đường sống, nhưng các người lại cứ tự tìm đường chết." Lê Lâm Uyên cười đáng sợ: "Hắc Bạch Vô Thường, đưa chúng tới Cực Lạc đi. Sau đó chúng ta lại vào Trung Hải, giết sạch nhà chúng. Cái chết của hai đứa con trai của ta phải để cả nhà chúng chung cùng." "Vâng, chủ nhân." Tàng Đông mặc vải màu đen, Hà, Hồ Mẫn mặc bộ đồ màu trắng lên tiếng rồi bước lên. Hai người này là tay trái tay phải của Lê Lâm Uyên, họ từng giết hơn 100 người ở tỉnh Thiên Hải, cũng xem như là nổi tiếng tàn nhẫn. Vì họ giết người như cơm bữa nên được xưng là Hắc Bạch Vô Thường, ý là bọn họ ra tay giống như Hắc Bạch Vô Thường tối độc mộng vậy, chưa bao giờ tha chết. Lê Lâm Uyên có thể tung hoành ở tỉnh Thiên Hải chính là nhờ vào hai trợ thủ đắc lực này. Hắc Bạch Vô Thường, Tàng Đông cười gằn: "Tiểu tử, chuẩn bị chết đi." Bạch Vô Thường cũng tan nhẫn nói: "Giao mạng ra." Hai tên vừa nói xong liền ra tay, vụt vụt hai tiếng, giống như hai bóng quỷ, một trái một phải mà leo về phía Trần Ninh, muốn dùng chiêu sấm chớp mà giết Trần Ninh ngay. Trần Ninh hừ lạnh nói: "Chỉ là vò vẽ mà cũng không hách." Nói xong, anh nhấc chân lên, nhanh như chớp mà đá hai cái, rầm hai tiếng đá vào ngực của Hắc Bạch Vô Thường. Bọn chúng phun một ngụm máu tươi kèm theo nội tạng nát bét, giống như hai con diều đứt dây mà bay ven ra, ngã mạnh xuống trước mặt Lê Lâm Uyên. Hai tên ngã xuống trước mặt Lê Lâm Uyên, miệng phun máu tươi, có nghiêng qua, chết tức tưởi. Cái gì? Lê Lâm Uyên và 300 thuộc hạ tinh nhuệ sau lưng, toàn bộ đều không dám tin mà trừng lớn mắt. Hắc Bạch Vô Thường giết người như cơm bữa, hút hồn độc mệnh, vậy mà lại bị Trần Ninh đá chết. Lê Lâm Uyên rất nhanh liền hoàn hồn lại từ kinh hoàng. Ông ta trở tay móc súng ra, nòng súng đen xì chỉ vào Trần Ninh. Ông ta giống như có cái nhìn mới với Trần Ninh, nghiêm giọng: "Giỏi lắm, mày nghèo mạng như vậy thì ra thân thủ may mạnh như thế. Ngay cả Hắc Bạch Vô Thường cũng không phải là đối thủ của mày. Chỉ là mày có cơ hội lợi hại thế nào thì chẳng lẽ còn có thể nhanh hơn súng của tao?" Điển Chữ, Động Thiên Bảo và bác hộ vệ, bọn họ lúc này đã chuẩn bị dùng thân thể, thậm chí là tính mạng để bảo vệ Trần Ninh. Lê Lâm Uyên thấy thuộc hạ của Trần Ninh bảo vệ anh, ông ta cười lạnh nghèo mạng: "Trần Ninh, mày chỉ có 10 tên vệ sĩ, cộng thêm mày là 11 người. Súng của tao lại có 12 viên đạn, sau lưng tao có 300 thuộc hạ tinh nhuệ. Mày tưởng trốn ở phía sau thì tao không giết được mày sao?" Đám người Điện Chủ và Động Thiên Bảo vương người, bảo vệ Trần Ninh là hành vi theo bản năng của họ.
Trần Ninh không vì, Lai Lâm Yên lôi súng ra mà hoảng sợ. Anh bảo đám người điện trừ tránh ra, sau đó tiến lên hai bước, đứng lên trước, nhưng Lai Lâm Yên chỉ súng vào mình, châm chọc. Ông dám chơi súng trước mặt tôi, còn dám khoe khoang mình có nhiều thuộc hạ. Đây là đảng ước hiếp tôi, không có người không có súng sao? Lai Lâm Uyên cười gằn, đúng thế thì sao? Nói xong ông ta liền muốn bóp còi, nhưng Trần Ninh lại cười lạnh. À, tôi thấy ông có vẻ chưa từng dùng súng. Chút an toàn của súng còn chưa mở thì sao mà nổ súng? Giết chết tôi được. Lai Lâm Uyên nghe vậy thì ngần ra, cúi đầu nhìn súng trong tay mình. Quả thật còn chưa mở chốt an toàn. Đạn của ông chưa lên nòng, không thể bắn ngay được. Ông ta có chút khó hiểu, Trần Ninh sao lại nhét mình? Trần Ninh nheo mắt nói, có gan dám chơi súng trước mặt tôi, ông đúng là muốn rìu qua mắt thợ. Vẫn là để tôi dạy cho ông chút vậy. Trần Ninh nghiêm túc nhấc nắm đấm tay phải lên, giống như là một động tác ra lệnh tiến công. Lê Lâm Uyên nhìn thấy động tác ra tay này của Trần Ninh thì kinh ngạc, liền kéo chốt súng để đạn lên nòng, muốn bắn chết Trần Ninh trước. Thực ra súng lục vì phòng sơ suất nên bình thường đều có 3 loại chốt an toàn, trừ khi có chuẩn bị trước, nếu không thì không thể nổ súng ngay lập tức. Lê Lâm Uyên vừa mở chốt đầu tiên, súng vừa lên đạn, nơi xa vang lên tiếng súng bang bang. Một viên đạn bắn lên tay phải đang cầm súng của ông ta, máu bắn tung tóe, tay phải Lê Lâm Uyên bị bắn nát. À, Lê Lâm Uyên mất đi cánh tay phải, liền kêu lên thảm thiết. Có điều tiếng hét của ông ta rất nhanh liền bị tiếng vang ầm ầm nơi xa che lấp. Bốn chiếc xe tăng Dương Cao Đại Bác giống như bốn con cự thú bằng thép ầm ầm mà bay qua bãi cỏ hoang dại, xuất hiện trước mắt mọi người. Phía sau bốn chiếc xe tăng, mấy chục chiếc xe vũ trang SUV xếp hàng thành một đi ngay phía sau. Trên chiếc xe, súng liên thanh tốc độ cao nhắm chuẩn vào đám người Lai Lâm Uyên. Phía sau xe vũ trang SUV là những đoàn binh sĩ trang bị đầy đủ vũ trang, súng ống, bước đều như dòng nước thép, hùng dũng khí thế mà đi tới. Mười mái tay bắn tỉa cách đó nghìn mét, tia hồng ngoại của súng bắn tỉa trong tay đều tập trung lên trên đám người Lai Lâm Uyên. Ai dám có chút động đại nào thì có lẽ sẽ không chỉ đơn giản như mặt tay nữa. Điều càng đáng sợ hơn là trên trời lại còn có hai chiếc trực thăng vũ trang, súng liên thanh tốc độ cao trên đó nhắm chuẩn vào đám người của Lai Gia. Nếu kỳ vọng tưởng nào lái xe bỏ trốn thì có lẽ cả người và xe đều diệt vong. Trên một chiếc xe tăng, một sĩ quan cấp tá mặc đồ ngụy trang cầm bộ đàm lớn tiếng ra lệnh, phong tỏa hiện trường, một con gà cũng không thể để bán ra. Rất nhanh, hơn 2.000 binh sĩ vây chặt đám người của Lai Gia lại. Sĩ quan cấp ta mặc đồ ngụy trang nhảy xuống khỏi xe tăng, chạy nhanh tới trước mặt Trần Ninh, kính lễ, giọng nói vang dội. Báo cáo thủ trưởng, binh đoàn đặc chủng Mạnh Long đã vào khu vực chiến đấu chỉ định, đã bao vây quân địch, xin chỉ thị. Tạch tạch, hiện trường vang lên một trận đạo tiếng đạn lên nòng, 2.000 binh sĩ đồng loạt hét lên, xin thủ trưởng hạ chỉ thị. Mùi nước tiểu khai nòng này bay ra từ phía đám người Lai Gia, mấy tên thường ngày ngông cuồng và mê lại không có ít người tiểu ra quần ngay lập tức. Ngay cả Lai Lâm Uyên cũng vì vô cùng kinh hãi mà quên luôn sự đau đớn mất đi cánh tay. Ông ta há lớn miệng nhìn Trần Ninh vừa được gọi là thủ trưởng, thanh âm run rẩy, cậu rốt cuộc là ai? Chương 62, thủ đoạn của Trúc Đại Thiếu. Trần Ninh nhìn Lai Lâm Uyên sắc mặt tái mét, còn có đám thuộc hạ run rẩy lại bãi sau đó đứng lưng ông ta, lạnh giọng, ông không xứng để biết thân phận của tôi. Tôi để cho ông đường sống nhưng tiếc là ông không nắm bắt lấy. Người đâu, tiễn ông ta đi. Anh vừa nói xong thì hai chiến sĩ liền cưỡng chế mà lôi Lai Lâm Uyên qua một bên, hành quyết ngay tại chỗ. Lai Lâm Uyên chết. Đám thuộc hạ vốn đang run rẩy, bị dọa chết khiếp. Đó, thấy Lai Lâm Uyên có kết cục như vậy thì bọn chúng liền sụp đổ. Tên nào cũng quỳ xuống khóc lóc và cầu xin. Điển chủ đến bên cạnh Trần Ninh để thấp giọng mà xin chỉ thị xử lý đám người này. Trần Ninh thờ ơ, bắt hết chúng lại, điều tra gấp gáp của chúng, dựa theo tội nặng nhẹ mà trừng phạt. Lai Gia nuôi nhiều tay chân như vậy, tung hoành tỉnh lỵ. Chỉ cần điều tra, đám người này chắc chắn sẽ không sạch sẽ. Đám người này chắc chắn phải ngồi tù, ít thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm. Có điều chúng có thể giữ lại được cái mạng nhỏ trong tình cảnh hôm nay thì đã may mắn lắm rồi. Tên nào cũng đều giống như được ân xá, mừng rỡ đến phát khóc. Trần Ninh sau khi để điện chữ xử lý thì dặn anh ta đừng tiết lộ thân phận bí mật của mình. Sau đó liền quay về thành phố. Trên một chiếc du thuyền vô cùng sang trọng tại Vịnh Ánh Trăng, Trúc Đại Thiếu Gia, Trúc Cửu Long đang cùng anh em Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình, còn có một đám nhân sĩ quyền quý của thành phố Trung Hải đang uống rượu nói chuyện. Một người đàn ông mặc vest để tóc dài bước nhanh qua, người này chính là trợ thủ đắc lực của Trúc Cửu Linh, Tạ Thiên. Tạ Thiên đến bên cạnh Trúc Cửu Linh, cố đầu nói nhỏ mấy câu. Trúc Cửu Linh cái trâu mày, vậy mà lại có chuyện như vậy. Đám người Tống Trọng Hùng nghe vậy thì đều rất tò mò, hỏi Trúc Đại Thiếu sao vậy? Trúc Cửu Linh cũng không giấu, trực tiếp nói với bọn họ thông tin anh ta vừa nhận được. Anh ta cũng khó hiểu mà nói,
Nghe nói Lê Lâm Uyên đã tới Trung Hải, muốn giết đám người Trần Đêm báo thù cho hai đứa con trai. Nhưng không ngờ, đám người Lê Lâm Uyên vào đến vùng ngoại ô của Trung Hải thì đúng lúc đụng phải chiến đoàn đặc chủng của Mạnh Long đang diễn tập chống khủng bố. Đám người laser đông đảo, rêu rao ồn ào, thu hút sự chú ý của chiến đoàn đặc chủng Mạnh Long. Laser bị nghi ngờ có hành vi thế lực đen tối, Lê Lâm Uyên bị bắn chết tại chỗ, những người khác đều bị bắn hết. Laser sụp đổ. Đám người Tống Trọng Hùng như vậy thì đều ngay người, đất sâu mới có mấy người lẩm bẩm. Laser này cũng quá điên rồi. Tống Trọng Hùng biết được laser đã đổ thì vừa vui mừng lại hối hận. Vui mừng vì laser đã đổ rồi thì sẽ không thể báo thù Tống gia nữa. Hối hận là lúc trước ông ta vì tránh khỏi sự báo thù của laser mà đã gia nhập vào dưới trướng của Trúc gia. Sau này thu nhập của gia tộc phải chia một nửa cho bọn họ. Trúc Cửu Linh hờ hững đánh giá. Laser có thể nói là gặp xui, cũng có thể nói là tự làm tự chịu. Cái đấy của nhà bọn họ vốn không sạch sẽ, báo thư còn hoang hoang như vậy. Đụng phải bộ đội diễn tập chống khủng bố, bị xử lý cũng là chuyện bình thường. Tống Trọng Hùng nói, chỉ là đả lôi của Trần Ninh. Đồng Thiên Bảo rồi, để bọn họ chúng thoát được một kiếp. Trúc Cửu Linh bình tĩnh nói, Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đã giết chết đồ môn Trần Cửu của Trúc gia chúng tôi, còn không cho phép bất kỳ ai buôn bán hàng cấm ở Trung Hải, chặt đứt đường kiếm tiền của Trúc gia chúng tôi. Lần này tôi tới tìm bọn chúng để tính sổ. Vốn muốn mượn tay Lê Lâm Uyên giết chết Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo, không ngờ ông ta lại vô dụng như vậy. Xem ra đối phó với Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo thì vẫn phải là đích thân tôi ra tay. Đám người Tống Trọng Hùng hùa theo. Trúc gia là một trong bốn trụ cột ở phía nam, thế lực trải dài khắp Giang Nam. Trúc đại thiếu ra tay thì búng tay một cái sẽ diệt sạch đám sau bỏ Trần Ninh, Đặng Thương Bảo. Trúc Cửu Linh về mặt đắc ý, nhưng anh ta lại nói. Dù tôi không để Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo vào mắt, nhưng lúc trước Cửu Văn Long gây chuyện ở công trường bị bắt, hôm nay lại có tiếng Lê Lâm Uyên báo thù rêu rao mà bị xử. Có vết xe đổ, tôi không thể ra tay rầm rộ, chấm việc cài lớn đón gió. Tống Trọng Hùng chỉ muốn chút gia giết chết Trần Ninh sớm chút, nếu không phải là Trần Ninh thì ông ta thấy Tống gia cũng sẽ không rơi vào cảnh thê thảm như hôm nay. Ông ta dè dặt hỏi, không biết Trúc đại thiếu có kế hoạch gì? Trúc Cửu Long lấy một tấm ảnh ra ném cho Tống Trọng Hùng. Người phụ nữ này là người của Tống gia các ông. Tống Trọng Hùng kinh ngạc, cầm lên nhìn thấy thì là người trong ảnh là Tống Sinh Đình. Ông ta vội nói, là con gái của em hai tôi, chỉ là nhà họ sớm bị chúng tôi gạch tên khỏi gia tộc Tống gia rồi. Chúng tôi đã không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ nữa. Trúc Cửu Linh nâng khuế miệng, không có quan hệ gì sao? Vậy thì tốt, người phụ nữ này không tệ, tôi thích rồi. Đám người Tống Trọng Hùng ngần ngại, rồi liền nhớ tới Trúc Cửu Linh có biệt hiệu là Lãng Tử, thích phát sinh quan hệ với nhiều mỹ nữ khác nhau. Hơn nữa, người phụ nữ một khi bị anh ta nhìn trúng thì sẽ dùng mọi cách để có được. Trúc Cửu Linh nheo mắt nói, vốn tưởng là cháu gái ông, nói trước với ông một tiếng. Nếu như cô ta đã không liên quan gì tới Tống gia nữa thì tôi không cần bận tâm nữa rồi. Không tới nửa tháng, tôi muốn chơi cho Trần Ninh và Đặng Thiên Bảo chết không có chỗ chôn, còn muốn khiến Tống Sinh Đình vui sướng dưới người tôi. Lúc Trần Ninh về nhà thì đã là buổi chiều. Hôm nay là chủ nhật, Tống Sinh Đình và Tống Thanh Thanh đều ở nhà. Tống Thanh Thanh thấy Trần Ninh về thì liền gọi bố chạy qua. Trần Ninh cúi người ôm con gái, hôn mạnh một cái lên khuôn mặt nhỏ của con gái, cười tươi. Bài tập cuối tuần đã làm xong chưa? Tống Thanh Thanh đắc ý nói, sớm đã làm xong rồi, bố đã nói con làm xong bài tập thì sẽ đưa con đi chơi. Tống Sinh Đình vội phê bình con, nếu không phải hôm nay mẹ không cho phép con xem tivi, đích thân giám sát con làm bài tập thì có lẽ bây giờ con chưa làm xong bài tập nữa, nên không cho phép con đi chơi, ở nhà ôn bài đi. Tống Thanh Thanh nghe vậy liền gấp lên, ủy khuất nói, nhưng bố nói không cho con làm bài tập, bố nói là bài tập xong sẽ đưa con đi chơi. Trần Ninh cười tươi nói, con muốn đi đâu chơi? Tống Thanh Thanh liền nói, bố, con muốn đi bơi. Bây giờ là mùa hè, thời tiết nóng bức, trẻ con đều thích nghịch nước, đều muốn đi hồ bơi. Trần Ninh nuông chiều con gái, không hề do dự. Được, vậy bố mẹ bây giờ đưa con đi bơi. Tống Sinh Đình nghe vậy vội nói, tôi cũng phải đi, tôi không đi đâu, hai bố con anh đi là được rồi. Tống Thanh Thanh liền lại nỉ, mẹ cũng đi đi mẹ, mẹ gần đây cứ bận rộn công việc, hiếm khi có cuối tuần mẹ đi chơi cùng bố và con nữa. Trần Ninh cũng mỉm cười nói, đúng vậy, anh dù sao cũng là đàn ông, em đi cùng có chuyện gì thì tiện hơn nhiều. Ví dụ thay đồ bơi cho Thanh Thanh gì đó thì cũng phải có em đi cùng vào phòng thay đồ mới được. Tống Sinh Đình nhìn thấy con gái đi hồ bơi, luyện bơi nhiều một chút cũng được. Trẻ em biết thêm được một kỹ năng thì sau này gặp phải nguy hiểm gì đó thì sẽ an toàn hơn nhiều. Thế là cô liền đồng ý cùng Trần Ninh và con gái ra ngoài đi tới hồ bơi Thời Gian Hạnh Phúc. Hồ bơi Thời Gian Hạnh Phúc là hồ bơi khá nổi tiếng ở Trung Hải. Ở đây
có hồ bơi ngoài trời, hồ bơi trẻ nhỏ, cũng có ít hồ bơi phòng bao trong nhà cỡ nhỏ dành cho khách VIP. Trước khi tới hồ bơi thì Trần Ninh bọn họ tất nhiên là tới cửa hàng mua đồ bơi trước. Đồ bơi ở đây giá cả khá mắc, có điều may mà kiểu giá hợp thời. Trần Ninh và Tống Thanh Thanh rất nhanh chọn được hồ bơi. Chỉ có Tống Sinh Đình chọn đi chọn lại vẫn chưa chọn xong. Những người phụ nữ khác đều có tình lựa đồ bơi khá gợi cảm, còn Tống Sinh Đình lại muốn chọn đồ kín đáo. Đồ ngủ thường ngày của cô đều là kiểu rất kín đáo. Lần này đi bơi, cô vừa nghĩ tới phải mặc đồ bơi trước mặt Trần Ninh thì rất xấu hổ, muốn chọn một bộ đồ kín đáo nhất. Nhưng ở đây căn bản không có kiểu nào quá kín đáo, cuối cùng cô chỉ có thể chọn đại một bộ. Trần Ninh trực tiếp đặt một bể bơi phòng trong khách VIP. Loại hồ bơi này không lớn, chỉ lớn hơn suối nước nóng trong nhà một chút, thích hợp cho một gia đình. Trần Ninh và Tống Sinh Đình, con gái đi thay đồ bơi xuống bể bơi. Con gái mang phao, hoan hô thích thú mà chơi đùa trong nước. Trần Ninh cười tươi nhìn Tống Sinh Đình đang bất an, xấu hổ, giống như cô dâu mới trong đêm đồng phòng. Khẽ nói, bà xã, anh đột nhiên phát hiện, dáng vóc của em đẹp thật. Tống Sinh Đình đã bừng mặt, chỉ là trong lòng lại rất vui vì lời khen của anh. Cô mắt tự nhiên mà nói, đẹp chỗ nào chứ? Đúng là... Trần Ninh mỉm cười, thân hình thon gọn, đại khái chính là thân hình tỷ lệ 1:9, hoàn mỹ nhất của phụ nữ trong truyền thuyết. Tống Sinh Đình tò mò hỏi tỷ lệ 1:9 là gì? Anh nói với cô, tỷ lệ thân hình hoàn mỹ nhất của phụ nữ là tỷ lệ của đầu và người 1:9, vì vậy được gọi là mỹ nữ 1:9. Nói xong, anh còn mỉm cười nói, hay là anh cho em xem em có phải là mỹ nữ 1:9 không? Tống Sinh Đình đỏ mặt ấp úng, cái này không hay nhỉ? Trần Ninh cười nói, cái này có gì đâu, anh đo cho em. Trần Ninh nói rồi liền dùng tay đo chiều dài chiếc đầu nhỏ của cô, sau đó bắt đầu đo từ chân của cô muốn đo xem cô có phải là mỹ nữ 1:9 không. 1, 2, 3. Tay của Trần Ninh khi đo từ chân lên đầu rất nhanh liền đến đùi cô lại trở nên căng thẳng ngại ngùng mà run giọng. Trần Ninh nâng khóe miệng dịu dàng mà bảo cô thả lỏng. Tay của anh đang chuẩn bị đo đùi cô, đột nhiên điện thoại của cô ở bên cạnh vang lên. Tống Sinh Đình liền tránh ra, có điện thoại, tôi đi nhận điện thoại. Trần Ninh cười khổ, thầm nghĩ là ai gọi vậy chứ, không đúng lúc gì cả. Là mẹ của Tống Sinh Đình gọi tới, mẹ Hiểu lại khóc lóc. Tiểu Đình, không hay rồi, bố con gây chuyện rồi. Tống Sinh Đình kinh ngạc, vội hỏi là chuyện gì. Mẹ Hiểu lại khóc lóc, mẹ và bố con lái xe đi chợ. Mua đồ, cũng không biết vì sao mà lại va chạm với một chiếc xe thương vụ. Tống Sinh Đình nghe vậy thì rất thất thanh, bố con không sao chứ. Mẹ Hiểu lại, bố con không bị thương, đối phương cũng không sao. Nhưng cú va chạm này lại là một đồ cổ của đối phương. Tống Sinh Đình nghe nói người không sao thì liền an ủi. Mẹ, người không sao là được rồi. Đồ cổ hỏng rồi thì đền cho họ là được. Mẹ Hiểu lại khóc lóc, không đền nổi. Người ta nói cái bình đó là bình gốm Thanh Hoa, giá 200 triệu. Người đó rất hung dữ, bây giờ đã giữ ba con lại. Nói nếu không đền tiền thì sẽ giết bố con. Đồ cổ 200 triệu. Tống Sinh Đình liền tái mặt. Công ty bây giờ còn nợ mấy trăm triệu tiền mặt đấy. Bây giờ có bán cả nhà đi thì cũng không lấy ra được 200 triệu. Cô cố gắng an ủi mẹ đừng gấp. Cô và Trần Ninh sẽ qua đó xử lý ngay. Chương 63, anh vệ. Trần Ninh thấy Tống Sinh Đình nhận điện thoại mà mặt lại biến sắc. Anh, cho mày hỏi sao vậy? Cô nuốt nước mắt xuống, kể lại chuyện với anh. Trần Ninh bình tĩnh nói, anh còn tưởng chuyện gì lớn lắm. Người không sao là được rồi. Đi thôi, chúng ta qua đó xem tình hình cụ thể trước. Hai người đưa Tống Thanh Thanh rời khỏi hồ bơi, lái xe vừa tới chợ Tấn Hưng. Gần công chợ, nhưng từ xa thì liền thấy có một đám người vây quanh. Trần Ninh và Tống Sinh Đình ôm con xuống xe. Sau đó nhìn thấy hiện trường có hai chiếc xe đụng nhau. Một chiếc là Mercedes E mà Trần Ninh mua cho Tống Trọng Bân. Chiếc còn lại là xe thương vụ Toyota Alpha cao cấp giá hơn triệu tệ. Hiện trường rất nhiều người đều chỉ chỏ chỏ, nhưng không nhìn thấy Tống Trọng Bân và mẹ Hiệu Lệ đâu cả. Tống Sinh Đình lại gọi cho mẹ thì mới biết bên đụng xe với bố mẹ đã cưỡng chế đưa họ đến công ty đấu giá đồ cổ Tàng Bảo Các ở gần đó. Trần Ninh và hai mẹ con Tống Sinh Đình rất nhanh liền tới được công ty đấu giá đồ cổ Tàng Bảo Các. Vừa đi vào đại sảnh công ty thì liền nhìn thấy mấy người đàn ông mặc vest hung dữ đứng đó. Đám người đàn ông hung dữ này nhìn thấy Trần Ninh bọn họ đi vào thì liền có một người vẻ mặt không vui tiến lên hỏi, các ngươi là ai? Công ty chúng tôi đã tan làm rồi, bây giờ không tiếp khách nữa, có chuyện gì hôm khác tới đi. Tống Sinh Đình vừa muốn nói mục đích tới thì trong phòng khách không xa liền truyền tới tiếng quát hung dữ, ông già, bình gốm Thanh Hoa này của tôi giá hơn 200 triệu, nếu ông không đền cho tôi thì tôi giết ông chết. Còn mơ hồ truyền tới tiếng khóc của mẹ Hiệu Lệ. Tống Sinh Đình biến sắc kêu lên một tiếng mẹ, sau đó đại đám đàn ông mặc vest đó bước nhanh qua. Trần Ninh còn kéo lái tay con gái đi qua. Trong phòng khách,
Trên bàn cũng có một chiếc hộp gỗ đàn hương cao cấp đựng một đống mảnh vỡ của bình gốm hoa Thanh Hoa. Một người đàn ông trung niên tóc vuốt ngược đeo chiếc dây chuyền vàng lớn và đồng hồ Rolex đang ngồi trên ghế ông chủ. Bên cạnh ông ta có mấy tên thuộc hạ khí thế hùng hồn. Tống Trọng Băng mặt tái mét, miệng trắng bệch mà đứng đó. Mẹ Hiểu Lệ bên cạnh không ngừng khóc lóc. Hai người đang trong tuyệt vọng thì nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình tới, liền giống như nhìn thấy ánh đèn giữa biển khổ, tìm được người đáng tin cậy. Hai người gọi một tiếng Tiểu Đình, sau đó cùng muốn đi qua, nhưng thuộc hạ của người đàn ông tóc vuốt ngược đó lại ngăn lại. Người đàn ông tóc vuốt ngược nhìn thấy Trần Ninh và Tống Sinh Đình thì mắt xẹt qua một tia cười lạnh, rồi lại khôi phục lại bình thường. Ông ta trầm mặc mà nói với hai người chính là con gái và con đời của ông già này. Cả người tới đúng lúc lắm, bố cô lui xe không cẩn thận đụng phải xe tôi, còn làm vỡ bình gốm Thanh Hoa cũ giá hơn 200 triệu ở trong xe của chúng tôi. Hai người chuẩn bị tiền đền đi. Tống Sinh Đình với mẹ sốt sáng, vừa muốn nói Trần Ninh đã bình tĩnh mở miệng. Nếu như đã xảy ra tai nạn vậy thì phải giao cho cảnh sát xử lý rồi, để xem xét trách nhiệm. Sau khi giao cho cảnh sát thì mới có thể biết được là trách nhiệm của ai, mới có thể biết được ai phải bồi thường. Có nghĩa là, cho dù là trách nhiệm của bố vợ tôi, thì cũng phải dựa vào trình tự pháp luật mà làm từng bước, xác định số tiền bồi thường rồi mới tiến hành bồi thường. Bây giờ chỉ xảy ra tai nạn, ai đúng ai sai còn chưa xác định được. Ông đã muốn bố vợ tôi đền tiền, không hợp quy định. Tên trẻ đầu ngược nghe Trần Ninh nói vậy thì mắt trừng lớn. Ông ta không ngờ Trần Ninh bình tĩnh, suy nghĩ rõ ràng, lập tức nói ra được điểm quan trọng. Chỉ là ông ta cười lạnh. Cậu muốn làm theo pháp luật? Vậy được, tôi sẽ theo ý cậu. Đến lúc đó tôi sẽ khiến các người bồi thường đến tán gia bại sản. Nói xong ông ta liền lấy điện thoại ra gọi điện. Không bao lâu sau thì có hai cảnh sát giao thông tới. Cảnh sát giao thông nhìn ảnh chụp vụ tai nạn của tên trẻ đầu ngược, lại đi xem xét hiện trường, cuối cùng phán quyết Tống Trọng Băng chịu hoàn toàn trách nhiệm, cần bồi thường tất cả tổn thất kinh tế của tên tóc vuốt ngược đó. Vừa nghe thấy kết quả thì Tống Sinh Đình và bố mẹ cô đều tái mặt, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, giống như ngày tận thế sắp tới. Bèo hữu tiếng đắc ý cầm tờ giấy phạt của cảnh sát giao thông trong tay, cười gằn mà nói với Trần Ninh bọn họ. Bây giờ cảnh sát giao thông đã phán quyết các người chịu toàn trách nhiệm. Lần này cậu không có gì nói nữa nhỉ? Bây giờ thì ngoan ngoãn mà đền tôi 200 triệu. Nếu không thì biết hiệu bao long của tôi không phải là gọi cho hay đâu. Trần Ninh nghe bảo long nói vậy thì hơi cau mày, lại giọng. Ông cứ luôn miệng nói đồ cổ sẽ hơn 200 triệu, không bằng tâm chuyện đưa một mảnh vỡ của nó đi tìm người kiểm định đâu nhỉ? Bảo long nghe vậy thì cười lạnh. Công ty đấu giá đồ cổ Tàng Bảo Các này của tôi chính là cơ quan kiểm định đồ cổ lớn nhất Trung Hải. Cậu lại dám nghi ngờ đồ cổ của chúng tôi là giả. Bỏ đi, tôi sẽ lấy một mảnh vỡ trong số này để cậu kiểm định, sau đó hoàn toàn chết tâm vậy. Bảo Long nói rồi lấy một mảnh vỡ nhỏ của cái bình gốm ở trên bàn đưa cho Trần Ninh. Đồng thời ông ta cảnh cáo cả nhà Trần Ninh. Tôi chỉ cho các người một ngày để kiểm định và đền bù. Nếu chiều mai các người không để bồi thường tổn thất 200 triệu cho tôi, thì cả nhà các người hãy chú ý tới sự an toàn tính mạng đi. Ông ta nói rồi đôi mắt sết hung dữ không biết cố tình hay vô ý mà liếc cả nhà Trần Ninh một cái. Tống Thanh Thanh bị ánh mắt hung dữ của ông ta dọa sợ, trốn chạy sau lưng Trần Ninh. Trần Ninh hơi trần mặt nhưng không bị hiện gì, đưa cả nhà Tống Sinh Đình rời đi. Về đến nhà, Tống Sinh Đình mới có cơ hội hỏi bố mẹ lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tay của Tống Trọng Băng đến giờ vẫn còn run, giọng ông run rẩy. Bố và mẹ con đi mua đồ ăn, lùi xe ở trước cổng chợ muốn quay đầu về nhà, nhưng không biết vì sao mà xe của bọn họ liền chạy tới. Bố không phanh kịp liền đụng lên xe ông ta. Sau khi xuống xe, ông ta liền tóm lấy bố mà nói bố đụng phải xe bọn họ rồi, còn làm vỡ nát đồ cổ ở trong xe ông ta. Trần Ninh hơi chau mày, anh cảm thấy tai nạn xe vì lùi xe thì không phải rất mạnh. Theo lý mà nói thì không thể làm vỡ đồ cổ giá trị đắt đỏ trong xe mới đúng, chẳng lẽ trong này có vấn đề. Trần Ninh gọi bảo Điền Trở qua, đem mảnh vỡ bình gốm Thanh Hoa đi kiểm định thật giả. Đến tối, Điền Trở gọi điện tới nói với Trần Ninh bọn họ, chuyên gia xác định mảnh vỡ này là đồ thật. Kết quả này khiến Trần Ninh có chút bất ngờ. Cả nhà Tống Sinh Đình giống như nhìn thấy ngày tận cùng, ai cũng tràn đầy tuyệt vọng. Trần Ninh thấy vậy thì dịu dàng an ủi Tống Sinh Đình. Đừng lo, chuyện nhỏ thôi, chuyện này mọi người đừng quan tâm, ngày mai cứ giao cho anh xử lý là được. Tống Sinh Đình nghe thấy Trần Ninh nói vậy thì hơi dịu lại, chỉ là cô cảm thấy Trần Ninh dù ánh mắt rất lợi hại, nhưng chuyện này đánh đấm không giải quyết được vấn đề. Cô dặn Trần Ninh làm việc đừng kích động, đồng thời cũng thầm quyết định ngày mai cô sẽ mượn tiền nhà bác trai. Cho dù cầm có công ty đi thì cũng phải giúp bố vượt qua cõi khó khăn này trước rồi nói. Ngày hôm sau, Đồng Thiên Bảo đích thân lái xe tới Trần Ninh, cùng anh đi gặp Bào Hữu Tính thương lượng chuyện bồi thường. Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo còn chưa đến được công ty đấu giá đồ cổ Tàng Bảo Các thì nhận được điện thoại của Điền Trữ. Điền Trữ báo cáo, thiếu gia, giám định của chuyện gia tối qua không đủ chi tiết. Mảnh vỡ gốm Thanh Hoa đó
Dù là thật nhưng chuyên gia vừa phát hiện mảnh vỡ này có dấu vết từng bị mài, trăng lên cho mày là sao? Điển chữ, nghĩa là mảnh vỡ này có lẽ lúc đó được lấy ra khỏi đất thì đã bị vỡ, không phải là vừa bị vỡ. Trăng lên, nghĩa là có người đã tìm được mảnh vỡ này, mài nó một chút, sau đó gắn cùng những mảnh vỡ khác, làm giả thành một chiếc gốm thanh hoa hoàn chỉnh, đưa gạt bố vợ tôi. Điển chữ, đúng, Tống tiên sinh có lẽ là đã bị người ta ăn vạ rồi. Trăng Ninh chào mày, được, tôi biết rồi. Trăng Ninh nói xong thì cúp máy lạnh giọng, thứ không có mắt mà lại dám ăn vạ bố vợ tôi. Đồng Thiên Bảo liền nói, thiếu gia, tôi cũng đã điều tra thân phận của ba Hữu Tiến, ông ta hiệu là Bảo Long, chủ dựa sau lưng là Trúc Gia, một trong bốn trụ cột của miền Nam. Trần Cửu bị chúng ta giết chết lúc trước chính là đồ đệ của Trúc Gia, cũng là người đại diện cho bọn họ ở Trung Hải. Lần này Bảo Long gây chuyện có khi nào có liên quan tới Trúc Gia? Trăng Ninh nghe Đổng Thiên Bảo nói vậy thì cong khóe miệng, nghe nói chuyện là làm ăn hàng cấm ở miền Nam đều do Trúc Gia chỉ đạo, nếu chuyện này có liên quan tới bọn họ, tôi không để bụng mà xử lý Trúc Gia bọn họ. 50 tên vệ sĩ mặc vest chỉnh tề đã giang trận chờ đợi ở Tam Bảo Cát, mấy tên này ám mắt trầm ổn, khí thế bất người, đều là cao thủ. Bảo Long và Hữu Tiến không được xem là người của hắc giới đạo, cũng không tính là người của giới bạch đạo, ông ta thuộc dạng cường hào đi lại giữa hai giới hắc bạch, vừa là thương gia vừa là xã hội đen. Lần này Bảo Long chiếm trệ mà ngồi trên ghế ông chủ, rút xì gà ra, nhưng Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đưa thuộc hạ được vào. Ông ta nhíu mắt, mang vợ gốm thanh hoa cậu đi, đã dám xác định giả thật rồi chứ. Trần Ninh không sống là khách mà là chủ nhân của nơi này, ung dung kêu ghế ra, từ tốn ngồi xuống, Đồng Thiên Bảo liền cung kính mà đứng sau lưng anh ta. Trần Ninh hờ hững nói, đã dám định rồi, là mang vợ gốm thanh hoa. Mắt Bảo Long sáng lên, vậy thì cậu tới ban bạc chuyện bồi thường tổn thất nhỉ? Trần Ninh gật đầu, đúng. Bảo Long nhìn chằm chằm vào Trần Ninh, cậu chuẩn bị đền tôi 200 triệu. Trần Ninh lắc đầu, 200 triệu có hơi nhiều rồi. Bảo Long trầm mặc, lạnh giọng, đó là bình gốm thanh hoa, giá 200 triệu, bố vợ cậu đã làm vỡ bình của tôi, cậu sẽ định đền tôi bao nhiêu? Trần Ninh giơ hai ngón tay, Bảo Long biến sắc, thanh âm cũng nghiêm nghị, 20 triệu. Cậu tưởng đang bố thí cho anh mày à? Trần Ninh cười nói, sao có thể là 20 triệu? Bảo Long nghe vậy thì không hiểu, nói, vậy là bao nhiêu? Trần Ninh vặn xơ hai ngón tay, Bảo Long trừng mắt, lửa giận bùng lên, vỗ bàn râm một tiếng tức giận, 2 triệu, mẹ nó, mày đang vong khí à, có tin bây giờ tao xử lý hai người các ngươi luôn không? Cùng với tiếng gầm giận dữ của Bảo Long, mấy tên trục thiên hạ xuống xung quanh đều lộ ra ánh mắt hung dữ, giống như một đám sói lúc nào cũng có thể nghiền nát hai người Trần Ninh bọn họ vậy. Trần Ninh nhìn Bảo Long đang phát điên, hơi cười nói, ông nghĩ nhiều rồi, không phải là 2 triệu, mà là 2 tệ. Các người tốn công như vậy tìm một đống mảnh vỡ giả để ăn vạ bố vợ cả tôi. Tôi nể tình các người có leo tâm khổ tứ, thưởng cho ông 2 tệ. Bảo Long nghe Trần Ninh nói vậy thì vừa kinh ngạc vừa tức giận. Trần Ninh trước mắt là tên ngốc nhỉ, hay là cảm thấy Đồng Thiên Bảo có thể bảo vệ được anh ta chứ? Bảo Long nhớ tới lời dặn dò của Trúc Đại Thiếu, ông ta cười gằn, Trần Ninh nếu như mày muốn chết vậy thì ông sẽ hoàn thanh toán cho mày. Ông ta nói xong liền lên giọng, ra tay đánh gãy chân tay của hai bọn chúng. Chương 64, chó hoạn quan. Bảo Long vừa hô lên động thủ, hàng chục vệ sĩ nhìn chằm chằm như hổ đói lập tức di chuyển trong văn phòng khổng lồ. Những vệ sĩ này đều là những người được huấn luyện mà Bảo Long trả lương cao mời về, khác với những tên côn đồ thông thường. Mỗi vệ sĩ nào đều có thể một địch 10 người. Những người này giống như một bài sói, sát khí bừng bừng, xông lên giết Trần Ninh và Đổng Thiên Bảo, có thể tiêu diệt Trần Ninh và Đổng Thiên Bảo trong nháy mắt. Trần Ninh ngồi ở trên ghế sofa, mẹ không chút biến sắc mà chỉ hư lạnh một tiếng, càng rỡ. Anh vừa nói vừa đấm một chưởng lên trên bàn ghế cà phê bên cạnh. Bàn cà phê bằng kính cường lực lập tức vỡ tan tành, vô số mảnh vỡ thủy tinh bay lên. Trần Ninh thuận tay phất tay áo một cái thạch nhiên, những mảnh vỡ thủy tinh vỡ vụn này giống như hoa lê bay trong cơn mưa xối xả, bén mạnh như súng đạn vào đám côn đồ. Lập tức tiếng la hét vang lên bên tai không đứt. Những vệ sĩ thân thủ bách phàm này giống như bị trúng một cơn mưa đạn, hét lên ngã xuống đất. Một số ít còn lại không bị thương, còn chưa kịp tiếng sét đếm bên Trần Ninh thì đã bị Đổng Thiên Bảo đứng sau Trần Ninh phi thân lên hạ gục tất cả bằng sát chiêu vô cùng quyết đoán. Cái gì? Một tia kinh hoàng hiện lên trong mắt Bảo Long. Hàng chục vệ sĩ được trả lương cao của ông ta bình thường cũng có thể được coi như là có thể bảo vệ an toàn cho anh ta, ngay cả khi bị hàng trăm người bao vây. Nhưng hôm nay lại vậy, mà bị Trần Ninh ra một chiêu như vậy liền gần như đã đánh toàn bộ. Lúc anh ta đang kinh ngạc, Trần Ninh đã đứng lên, từ từ phất tay áo sơ mi, ánh mắt Trần Ninh rơi lên trên người Bảo Long. An nhàn nhạt nói, bây giờ anh còn có dị nghị gì với số tiền bồi thường không? Bảo Long đổ mồ hôi trên trán như mưa, cả người run rẩy lại bãi. Không, không có bất cứ
Chuyện nghĩ nào, không còn bồi thường nữa, tôi không cần cái âm bồi thường nữa. Bảo Long vừa nói xong thì Động Thiên Bảo thân hình vạm vỡ đã sắp đến, giơ tay hung hăng tát cho ông hai cái, khiến mắt ông ta sưng phồng, khóe miệng chảy máu. Động Thiên Bảo trong giọng nói, mày tính là cái gì? Thứ mà thiếu gia tao không cho mày thì mày cũng có muốn cũng không được, thứ mà thiếu gia tao cho mày thì mày không thể từ chối. Nói xong, Đồng Thiên Bảo móc ví ra, lấy ra hai tờ tiền lẻ ném xuống đất, thờ ơ nói, nhặt lại. Lúc này Bảo Long nào có dám cứng đầu, cực kỳ thảm hại nhặt tiền trên mặt đất lên, thận trọng cầm như thánh chỉ của hoàng đế, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Nhưng Trần Ninh bình tĩnh nói, tôi là một người rất dễ nói chuyện, nếu có ý kiến gì với tôi thì đều gặp mặt nói ra, nhưng thái độ nhất định phải tốt, nếu không tôi sẽ coi như khiêu khích tôi. Bảo Long run rẩy, vâng. Trần Ninh lạnh lùng nói, hiện tại ông trả lời tôi, tại sao ông muốn động đến ngôi nhà của tôi? Bảo Long bất giác muốn nói dối, nhưng vừa mở miệng liền nhận ra ánh mắt lạnh lùng của Trần Ninh. Bảo Long cũng có thể được coi là một kẻ tàn nhẫn, đã từng trải qua nhiều sóng to gió lớn, nhưng vào lúc này bắt gặp ánh mắt của Trần Ninh, ông ta lại như bị sét đánh, trong lòng chấn động dữ dội, một nỗi sợ hãi không thể giải thích được từ đáy lòng dâng lên. Như thể một con động vật nhỏ gặp phải chú tể của các loài động vật trong rừng là một con hổ, cảm thấy sợ hãi đến thấu xương. Dưới ánh mắt lạnh lẽo của Trần Ninh, Bảo Long không dám nói dối, khó khăn thì thào, là Chúc đại thiếu gia, anh bảo tôi làm chuyện này. Trần Ninh hiếp mắt nói, Chúc đại thiếu. Sau khi Bảo Long phản bội nói ra thiếu chủ nhân của mình thì không còn chút lưu tình nào nữa. Căn gia đầu nói, chính là đại thiếu gia Chúc gia, một trong tứ trụ ở Giang Nam, Chúc Cửu Linh. Trần Cửu giống như tôi đều là đệ tử của Chúc gia, nhưng địa vị của Trần Cửu cao hơn tôi, ông ta còn là người phát ngôn cho Chúc gia ở Trung Hải. Trần tiên sinh, các anh giết Trần Cửu lại động đến quyền lợi của Chúc gia, Chúc đại thiếu đặc biệt đến tìm anh tính sổ. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, mang theo ý cười mà như không cười, tính sổ. Bảo Long nói, không sai, anh ta nói muốn cùng anh chơi đùa, muốn chơi chết của anh, còn nói, Trần Ninh như mày, còn nói gì nữa? Bảo Long không còn kiên trì gì nữa mà nói, biệt danh của anh ta là Lãng Tử, thích cặp kỳ với những người đẹp khác nhau. Anh ta nói rằng đã nhìn trúng tiểu thư Tống Sính Đình, muốn ép Tống tiểu thư phải chủ động bò lên giường của anh ta, hầu hạ dưới thân anh ta. Ánh mắt Trần Ninh đột nhiên sắc như dao, giọng nói mang theo tử khí lạnh lẽo. Tìm chết! Trần Ninh không khỏi lo lắng, cho Tống Sính Đình lấy điện thoại di động ra bấm số Tống Sính Đình, nhưng không có ai trả lời. Sắc mặt anh ta đột ngột thay đổi, lập tức lại gọi điện cho mẹ vợ. Sau khi điện thoại được kết nối, mẹ Hiệu Lệ thấp giọng nói với Trần Ninh, Tiểu Đình cấm mẹ nói với con, sau khi con đi ra ngoài, con bé liền tới Tống gia cầu xin bác cả cho vay tiền. Trần Ninh cúp điện thoại nói với Đặng Thiên Bảo, lập tức tới Tống gia ngay. Tống Sính Đình căng da đầu lái xe đến Tống gia, bố này chuẩn bị sẵn tâm lý bị sập cửa với ông. Mấy người bác cả Tống Trọng Hùng và chú ba Tống Trọng Bình ở đó, không thấy ông nội của cô cũng không vòng vo với Tống Trọng Hùng và những người khác mà trực tiếp giải thích với ý định của mình. Cô đến đây chỉ vì muốn vay tiền Tống gia. Tống Trọng Hùng cười nói, Tiểu Đình nè, một cái bút cũng không viết được hai chữ Tống. Là lão gia tử có ý đuổi con ra khỏi gia tộc, trong lòng bác vẫn coi con như con trai gái. Theo như con nói chỉ muốn vay tiền thì cũng không phải chuyện lớn, nhưng mà vừa mở miệng ra thì đã đòi 2 tỷ. Công ty Tống gia của chúng ta gần đây thua lỗ nghiêm trọng, thật sự không thể kiếm được số tiền lớn như vậy. Tống Sính Đình đã chuẩn bị tâm lý đối với câu trả lời như vậy của bác cả. Bác cả không chế giễu cô như mọi khi thì cô đã cảm thấy như vậy là rất lịch sự rồi. Cô miễn cưỡng nói, con cũng biết phê một số tiền lớn như vậy là mạo muội, con cũng là không còn đường nào khác mới đến đây. Nếu chỗ bác cả không có tiền thì con cũng không còn cách nào khác. Cảm ơn sự hiếu khách, con xin về trước. Tống Trọng Hùng chặn Tống Sính Đình lại, chờ đã. Tống Sính Đình nghi ngờ hỏi, bác cả con chuyện gì sao? Tống Trọng Hùng cười nói, Tống gia chúng ta không có tiền cho con vay, nhưng có người lại có tiền cho con mượn. Chỉ cần con mở miệng anh ta nhất định sẽ cho vay. Tống Sính Đình kinh ngạc, ai ạ? Tống Trọng Hùng cười bí hiểm, người đó hôm nay tình cờ làm khách ở biệt thự Tống gia, hiện tại anh ta ở thư phòng của bác trên lầu 2. Nếu cháu gái muốn biết là ai, có thể lên lầu gặp anh ta. Tống Sinh Đình có một chút do dự, sau đó gật đầu nói, được ạ. Nói xong cô đang chuẩn bị đi về phía cầu thang, nhưng các mì lại bên cạnh lại ngăn cô lại và nói, vì khách quý này bất kể là họp hành hay hoàn công việc đều là một thói quen và không thích bị cuộc gọi điện thoại đến làm gián đoạn. Cô có thể lên lầu, nhưng thứ như điện thoại di động và những thứ khác thì nên để lại đây trước. Tống Sinh Đình đưa túi sách cùng điện thoại di động cho các mì lệ, sau đó đi thẳng lên lầu. Hai vệ sĩ đứng trên cửa phòng làm việc của Tống Trọng Hùng. Sau đó cô liền nhìn thấy trên ghế văn phòng phía sau bàn làm việc có một người đàn ông mang theo khí tức của kẻ đi sang, như đang cầm ly rượu vang trên đỏ tay, nhìn cô cười như không cười. Tống Sinh Đình không nhận ra người này bèn bối rối hỏi, xin hỏi anh là ai? Người đàn ông cười xấu xa, tôi tên là Chúc Cửu Linh,
một trong tứ trụ của Giang Nam, Trúc Gia Đại Thiếu. Tống Sinh Đình đã nghe nói Trúc Gia. Trúc Gia được coi là một gia đình giàu có và có ảnh hưởng rất lớn ở toàn bộ miền Nam. Không ngờ người này lại là Đại Thiếu Gia Trúc Gia. Tống Sinh Đình nghi ngờ nhìn Trúc Cửu Linh. Tôi và Trúc Đại Thiếu không thân thích gì. Tại sao bất kể tôi lại nói chỉ cần tôi bằng lòng mở miệng với anh thì anh sẽ đồng ý cho tôi vay tiền. Ánh mắt Trúc Cửu Linh như một cái móc quét lên xuống trên thân hình mảnh mai của Tống Sinh Đình. Anh ta liếc mắt nói, bởi vì tôi nhìn trúng cô rồi. Sắc mặt Tống Sinh Đình lập tức thay đổi trầm xuống, lạnh lùng nói, xin lỗi, tôi không phải là người phụ nữ vì tiền mà tự bán thân. Anh tìm sai người rồi, kéo từ. Nói xong cô quay người bỏ đi, nhưng khi bước đi đến cửa thì thấy cửa không mở được, vậy mà đã bị khóa cửa từ bên ngoài. Cô tái mặt kinh hãi nhìn Trúc Cửu Linh. Anh Trúc Cửu Linh hiếp mắt cười nói, Trúc Cửu Linh, tôi có biệt danh là Lãng Tử Tinh Trường. Chỉ cần là người phụ nữ tôi thích thì bất kể là dâm viện thục nữ hay là liệt nữ trong trắng thì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thất bại, cô cũng không phải ngoại lệ. Tống Sinh Đình nghe vậy thì vô cùng hoảng loạn, cô chạy tới vài bước cầm lấy một cây bút trên bàn chỉ vào Trúc Cửu Linh. Tôi cảnh cáo anh không được làm loạn. Trúc Cửu Linh hiếp mắt cười nói, sao nào, cô không muốn vay tiền để cứu bố mình sao? Ngoài tôi ra thì chắc không có ai cho cô vay 2 tỷ tiền mặt đâu. Còn chồng của cô Trần Ninh, anh ta hình như đã gặp Bạo Long rồi, không biết liệu có bị Bạo Long đánh chết không. Tống Sinh Đình tức thì mở to mắt, cô ngạc nhiên nói, sao anh có thể biết nhiều như vậy? Lẽ nào? Trúc Cửu Linh đắc ý nói, không sai, tất cả chuyện này là cái bẫy do tôi sắp đặt, là tôi sai người đụng vào bố cô, là tôi sai Bạo Long tống tiền bố cô 2 tỷ. Bây giờ cảnh sát giao thông quy trách nhiệm cho bố cô, tôi cũng có thể cung cấp chứng cứ có giá trị liên quan đến bình sứ Thanh Hoa đó. Cho dù là kiện lên thì gia đình cô chắc chắn sẽ thua, nhất định phải mất 2 tỷ này. Đương nhiên hiện tại nếu cô chủ động hiến thân, tôi có thể để Bạo Long thay cho các cô một con đường sống. Tống Sinh Đình tức giận mắng, đáng khinh, tôi sẽ không đồng ý yêu cầu vô liêm sỉ của anh. Trúc Cửu Linh cười nói, trời, vậy cô định thay bố cô chết mà không cứu, để cho Bạo Long kiện bố cô rồi tống bố cô vào tù sao? Cô có thể trơ mắt nhìn bố cô vào tù, nhưng còn chồng cô thì sao? Ước chừng hiện tại anh ta đã gặp Bạo Long rồi. Có tin một cú điện thoại của tôi là có thể bảo bọn Bạo Long đánh chồng cô thành người tàn phế không? Tống Sinh Đình lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa nói, anh thật đê tiện. Trúc Cửu Linh không thèm để ý mà nhìn Tống Sinh Đình đang mặc váy đa đạn, nhếch mép nói, nếu cô không muốn bố cô ngồi tù và cũng không muốn chồng cô thành người tàn tật thì bây giờ hãy vứt thứ trong tay cô đi, chủ động trèo lên hầu hạ Lão Tử. Anh ta vừa dứt lời thì chợt nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài hành lang. Anh ta nổi giận đùng đùng hét vào mặt vệ sĩ ngoài cửa, không phải tôi đã dặn là phải tuyệt đối yên lặng, không được quấy ra chuyện tốt của tôi sao? Ai đang làm ồn bên ngoài? Bùng một tiếng động lớn, cánh cửa thư phòng trực tiếp mở toang, hai vệ sĩ canh cửa của Trúc Linh đụng vào cửa ngã xuống trước mặt Trúc Lực Cửu Linh. Cả hai nôn ra một ngụm máu tươi rồi bất tỉnh ngay tại chỗ. Trúc Cửu Linh nhìn ra cửa với ánh mắt kinh ngạc, sau đó liền thấy Trần Ninh mang nét mặt lạnh lùng bước vào cùng với Đồng Thiên Bảo. Trần Ninh nhìn thấy Tống Sinh Đình không sao, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Anh nhìn Trúc Cửu Linh như nhìn một cái xác, thờ ơ nói, chỉ sợ tôi nhất định phải quái ra anh ta. Tống Sinh Đình đang trên bờ vực của sự tuyệt vọng gần như sắp hoàn toàn sụp đổ, nhìn thấy Trần Ninh, cô lập tức kêu lên hai tiếng Trần Ninh, sau đó nhanh chóng chạy tới leo vào lòng Trần Ninh ôm chặt lấy anh. Trần Ninh nhẹ nhàng vuốt tóc Tống Sinh Đình, ôm nhu an ủi nói, không sao, có anh ở đây. Trần Ninh vươn tay trực tiếp ôm ngang Tống Sinh Đình lên như ôm công chúa, xoay người rời đi, đồng thời nói với Đồng Thiên Bảo, chó động dục biến anh ta thành hoàng quan. Đồng Thiên Bảo lớn tiếng hữu lực đáp lại, vâng thiếu gia. Trúc Cửu Linh nhìn Đồng Thiên Bảo bưng bừng sát khí như hộ pháp đang tiến tới gần mình, cuối cùng lộ la việc vô cùng kinh hãi rồi hét lên, tôi là một trong tứ trụ của Giang Nam, là đại thiếu gia của Trúc gia, anh dám? Trần Ninh vừa ôm Tống Sinh Đình trên tay ra khỏi thư phòng thì một tiếng kêu thê lương và kinh hãi từ phía sau truyền tới. Chương 65, con rể thật tốt. Trần Ninh ôm Tống Sinh Đình mang theo Đồng Thiên Bảo rồi đi dưới ánh mắt kinh ngạc của Tống Trọng Hùng và những người khác, cho đến khi bóng dáng của Trần Ninh biến mất, Tống Trọng Hùng mới tỉnh táo trở lại, mang theo một nhóm người nhà và thủ hạ của mình vào thư phòng, chỉ thấy Trúc Cửu Linh nằm trên mặt đất với vết máu tươi ở đáy quần. Cái gì? Trần Ninh vậy mà đã tiêu diệt mệnh lệnh từ của Trúc đại thiếu? Huyết áp của Tống Trọng Hùng tăng vọt, hai mắt tối sầm, suýt ngất đi. Xong rồi, xong rồi. Trúc Cửu Linh, người thừa kế chính của Trúc gia, một trong tứ trụ Giang Nam, vậy mà là bị Trần Ninh, một kẻ liều lĩnh không biết trời cao đất rộng phế rồi. Mọi người trong Tống gia đều cảm thấy trời như sập xuống. Đây là đại thiếu gia của Trúc gia, hầu như tất cả các mối làm ăn đen tối ở phía Nam đều có quan hệ chặt chẽ với Trúc gia. Trúc gia chỉ cần thuận tay động ngón tay một cái thì có thể khiến một gia đình nhỏ như Tống gia tan thành mây khói. Tống Trọng Hùng trong lòng rất hận Trần Ninh và Tống Sinh Đình, nhưng lúc này ông ta chỉ có thể cố gắng chịu đựng suy sụp, lớn giọng quát thét cấp dưới nhanh chóng đưa Trúc Cửu Linh đến bệnh viện cứu chữa.
chúc cụ Linh được đưa đến bệnh viện Trung Hải cứu chữa cả nửa ngày, cuối cùng tính mạng cũng được sống. Tuy nhiên, cậu nhỏ của anh ta đã bị động thiên bão biến thành bùn nhão, đã không còn lên được nữa. Cả đời này đã định là sẽ không bao giờ có thể phong lưu được nữa. Cùng ngày, chúc cụ Linh được chuyển đến bệnh viện tốt nhất ở tỉnh Thiên Hải. Tấn Lễ Thiên Hải, biệt thự trang viên Trúc Gia, lão gia tẩu Trúc Gia, Trúc Khổ Thiền, toàn thân mặc áo vải đi, đi giày vải, tay cầm chuỗi Phật châu, ngồi trên ghế đại sư trong tư đường. Ông ta nhìn toàn bộ con cháu đang cấp môn đệ đứng đây trong tư đường với khuôn mặt tay mét, rồi chậm rãi nói: "Đứa cháu trai yêu quý của tôi, cựu Linh, đã xảy ra chuyện ở Trung Hải. Bác sĩ vừa nói với tôi rằng cả đời này cựu Linh không thể sống như một người đàn ông bình thường, có thể truyền lại được nòi giống nữa. Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình lúc này thế nào, có lẽ là vô cùng tức giận, có lẽ là tới cực hạn. Bây giờ ai có thể đứng lên trả lời tôi, rốt cuộc cựu Linh đã trải qua những gì ở Trung Hải không?" Con trai cả của Trúc Khổ Thiền, bố của Trúc cựu Linh là Trúc Phong Hoa, đứng lên đầy đau buồn và phẫn nộ: "Bố, cựu Linh vốn muốn đến Trung Hải dạy cho Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo một bài học, nhưng nó lại liếc mắt nhìn trúng vợ của Trần Ninh là Tống Sinh Đình, muốn ép Tống Sinh Đình phục vụ, nhưng không ngờ lại bị tên mạng phu Trần Ninh đánh cho thơ tả." Trúc cựu Linh tự nhận mình là lãng tử suy tình, thích gặp kỳ với phụ nữ khắp mọi nơi, Trúc gia đều biết rõ. Trúc Khổ Thiền sắc mặt xanh miết nói: "Trên đầu chữ sách có một con dao, tôi đã nói rất nhiều lần cho nó chơi đùa phụ nữ ít thôi, bây giờ chơi đến mức tự phế cả mình rồi đúng không?" Trúc Phong Hoa nói với vẻ mặt buồn bã: "Bố, cựu Linh đã quá đau khổ rồi, chúng ta không thể cứ như vậy mà bỏ qua chuyện này." Trúc Khổ Thiền hỏi: "Cảnh sát Trung Hoa bên đó có bắt Trần Ninh không?" Trúc Phong Hoa lắc đầu: "Không có, bên Trung Hải nói với chúng con rằng cựu Linh đã lập bại để hãm hại gia đình Tống Sinh Đình, rồi vào kết cục như thế này cũng là tự làm tự chịu. Họ còn thuyết phục chúng ta còn hòa hoãn để tránh gây rắc rối, đừng làm loạn lên nữa." Trúc Khổ Thiền tức giận: "Nào có lý như vậy?" Trúc Gia là một tay cựu phách ở miền Nam, môn đệ trải dài khắp miền Nam, sức ảnh hưởng liên quan đến cả ba thế lực Hắc Bạch Thương. Bây giờ người thừa kế chính của Trúc Gia đã bị người ta tàn phế rồi, bên Trung Hải lại còn đề nghị Trúc Gia bỏ qua sao? Nhìn thấy sự tức giận của lão gia tử, Trúc Phong Hoa nhanh chóng nói thêm: "Bố, thật ra bên Trung Hải đúng về phía Trần Ninh cũng không phải là bất kính với Trúc gia chúng ta. Người ta nói rằng gần đây có một thủ trưởng dẫn quân đến diễn võ tập trận ở Trung Hải, đã có hai nhóm người bị xử lý vì nghi ngờ có hoạt động tội phạm. Phía Trung Hải có lẽ sợ rằng Trúc gia nhà chúng ta sẽ tìm cách trả thù Trần Ninh, ngộ nhỡ lại kinh động đến thủ trưởng đó thì có thể khiến Trúc gia nhà chúng ta gặp xui xẻo." Trúc Khổ Thiền nghe con trai mình phân tích như vậy thì sắc mặt mới dịu đi một chút. Ông ta lạnh lùng nói: "Nếu Trung Hải có thể có thủ trưởng dẫn quân đến tập trận và huấn luyện thì phô trương việc báo thù là điều không thích hợp, và thì chúng ta âm thầm báo thù." Nói đến đây, ông ta lập tức nhìn con cháu, đệ tử môn đệ quanh nhà thấp giọng nói: "Ai nguyện ý nhận nhiệm vụ này đến Trung Hải lấy đầu của Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo báo thù rửa hận cho cựu Linh?" Lời vừa nói ra, lập tức có một người thân hình cao lớn đứng dậy mà mỉ có lực nói: "Lão gia, hãy về việc báo thù cho đại thiếu, cho tôi thực hiện đi." Ánh mắt của mọi người đều rơi vào người này. Người này là Cừu Gia Huy, vốn là một đứa trẻ mồ côi được Trúc Gia nhận nuôi từ nhỏ. Cừu Gia Huy lớn lên trong Trúc Gia, đã từng lại lính đánh thuê ở nước ngoài trong 3 năm. Sau khi trở về, Trúc Gia bỏ tiền cho anh ta lập thành công ty bảo an lớn nhất ở Trung Hải, tên là công ty bảo an Huy Hoàng. Cừu Gia Huy cảm thấy rằng anh ta mở một công ty bảo an ở Trung Hải mà Trúc Gia đại thiếu bị người ta phế ở Trung Hải, vì vậy anh ta phải chịu trách nhiệm là không thể chối cãi. Vì vậy, hiện tại anh ta lập tức không ngần ngại đứng lên bày tỏ ý nghĩa muốn trả thù cho Trúc đại thiếu. Trúc Khổ Thiền vui vẻ nhìn Cừu Gia Huy gật đầu: "Tôi nhớ Gia Huy bây giờ đang điều hành một công ty ở Bảo An ở Trung Hải. Công ty của cậu có nhiều sát thủ chiến đấu giỏi, ta sẽ giao chuyện này cho cậu." Cừu Gia Huy nghiêm nghị nói: "Vâng, lão gia." Trúc Khổ Thiền căn dặn: "Hãy nhớ rằng tất cả những người liên quan đến chuyện này đều phải chết, hơn nữa còn phải chết một cách thê thảm." Cừu Gia Huy: "Hiểu rồi ạ." Trần Ninh và Tống Sinh Đình về nhà. Trên đường đi, Tống Sinh Đình có vẻ lo lắng nhưng lại bảo Trần Ninh giữ bí mật về chuyện làm Trúc cựu Linh bị thương để bố mẹ không phải lo lắng. Trở về nhà, Trống Trọng Băng và mẹ Hiệu Lệ đang ôm Tống Thanh Thanh lập tức đứng lên chào họ, hỏi Trần Ninh và Tống Sinh Đình xử lý mọi chuyện thế nào. Trần Ninh cười nói: "Mọi chuyện đều giải quyết xong rồi, bố mẹ hai người không phải lo lắng nữa." Tống Trọng Băng còn chưa khỏi ám ảnh liền vội vàng hỏi: "Giải quyết như thế nào?" Trần Ninh nhàn nhạt nói: "Con đã báo cảnh sát xác minh đối phương đúng là đã đụng phải đồ sứ, đối phương đã bị xử lý, chúng ta không phải bồi thường tiền nữa." Tống Trọng Băng và mẹ Hiệu Lệ nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, liên tục nói rằng thật may mắn khi có một người con rể tốt như Trần Ninh, nếu không lần này sẽ bị người ta hành hạ khốn khổ.
Tống Sinh Đình lại là lo lắng và sợ hãi lúc nào Trúc Gia sẽ đến bắt trả thù. Ngày hôm sau là sinh nhật của mẹ vợ, mẹ Hiếu Lệ. Cả nhà đến nhà hàng Như Gia đặt một phòng ăn riêng để tổ chức sinh nhật cho mẹ Hiếu Lệ. Trên bàn không có nhiều đồ ăn thức uống, nhưng mỗi một món đều rất tinh tế. Mẹ Hiếu Lệ ngày thường chỉ mặc quần áo bình thường, hôm nay hiếm có mặc một chiếc váy Chanel mà con gái mua cho. Mẹ Hiếu Lệ có thể sinh ra một cô con gái Tống Sinh Đình xinh đẹp như vậy thì bản thân bà ấy thực sự cũng xinh đẹp. Nhưng ngày thường thì đều ăn mặc xòe xòa và không nổi bật mà thôi. Tối nay ăn mặc trang điểm quyến rũ một chút khiến Tống Trọng Băng choáng váng. Mẹ Hiếu Lệ khó chịu nhưng ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới người mình của chồng, tức giận nhìn chồng trách mắng. Nhưng gì mà nhìn, đều đã là một cặp vợ chồng già rồi, cứ như chưa từng thấy. Tống Trọng Băng cười nói, đêm nay vợ thật đẹp quá. Trần Ninh và Tống Sinh Đình còn có con gái Tống Thanh Thanh đều không thể nhịn được cười. Tống Trọng Băng thật thà nhút nhát vậy mà cũng biết khen ngợi vợ mình. Nhưng mà mẹ Hiếu Lệ hơi ngượng ngùng, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng chuyển chủ đề. Từ khi nào ông trở nên lạnh lợi mồm mép như vậy, đừng có nói ngọt để dỗ người ta. Trần Ninh và Tiểu Đình để tặng quà cho tôi rồi, đến cả Thanh Thanh còn việc bức tranh cháu và bà ngoại tặng cho tôi, còn quà của ông thì sao? Tống Trọng Băng chết lặng. Mấy năm nay hoàn cảnh gia đình không khấm khá, cuộc sống eo hẹp, ông và mẹ Hiếu Lệ căn bản không tổ chức sinh nhật, huống hồ chi là tặng quà cho nhau. Sinh nhật lần này của mẹ Hiếu Lệ ông thật sự không chuẩn bị quà gì cả. Khi mẹ Hiếu Lệ nhìn thấy bộ dạng của Tống Trọng Băng, bà biết chồng bà chưa chuẩn bị quà gì cho bà nên trong mắt không khỏi lộ vẻ thất vọng. Thực ra mẹ Hiếu Lệ cũng không phải là hy vọng chồng tặng một món quà đắt đỏ, mà chỉ là bà đã quá lâu không nhận được món quà từ người yêu thương mình rồi. Chỉ sợ Tống Trọng Băng tặng bà một lọ nước hoa rẻ tiền hay một chiếc váy bình thường thì bà cũng sẽ rất vui. Thật đáng tiếc là không gì cả. Tống Trọng Băng mặc dù hiền lành thật thà nhưng không phải kẻ ngốc, làm sao lúc này không nhìn ra được vẻ thất vọng của vợ. Trong lòng tiếc nuối, hận không thể biến ra một món quà để tặng vợ. Đúng lúc này Trần Ninh đang ngồi bên cạnh đưa một hộp quà về phía ông bên dưới bàn. Tống Trọng Băng đầu tiên là giật mình, sau đó là vô cùng vui mừng. Con rể vẫn có lòng biết mình sơ ý bất cẩn để giúp mình chuẩn bị quà tặng cho vợ. Tống Trọng Băng liếc nhìn Trần Ninh đầy cảm kích rồi bí mật cầm lấy hộp quà dưới gầm bàn. Sau đó ông ấy cười nói với mẹ Hiếu Lệ, "Ê, bà xã, món quà tôi chuẩn bị cho bà đây. Nếu bà không nói thì suýt nữa tôi đã quên mất." Mẹ Hiếu Lệ sáng mắt lên, hào hứng nói, "Quà gì thế?" Tống Trọng Băng cũng không biết nên giả vờ bí ẩn đưa hộp quà cho mẹ Hiếu Lệ. "Bà mở ra xem là sẽ biết." Mẹ Hiếu Lệ mở hộp, nhìn thấy một chiếc vòng cổ ngọc thạch nằm lặng lẽ bên trong. Chiếc vòng cổ được làm bằng vàng trắng và viên ngọc thạch trên đó ước tính tới 70 carat. "Đẹp quá!" Mẹ Hiếu Lệ không khỏi kinh ngạc kêu lên. Bà cầm sợi dây chuyền lên, đầu tiên cảm thấy viên hồng ngọc huyết bồ câu này thật sự quá lớn. Phụ nữ luôn hiểu rõ giá trị của tất cả trang sức, dù không đủ tiền mua cũng sẽ biết. Điều này cũng giống như một người đàn ông không đủ tiền mua xe thể thao nhưng cũng biết xét của nhiều loại xe thể thao. Ý nghĩa đầu tiên của mẹ Hiếu Lệ là viên hồng ngọc lớn như vậy phải tầm 70 carat, trị giá chắc phải hơn tỷ. Nhưng trong bà chỉ có 1.000 nhân dân tệ tiền tiêu vặt mỗi tháng thì không thể mua được đồ trang sức đắt đỏ như vậy. Do đó bà khẳng định rằng trên món đồ trang sức vàng trắng chắc là thật, còn viên hồng ngọc to lớn này thì chắc là hàng giả. Tuy nhiên bà vẫn cảm động nói với Tống Trọng Băng, "Chồng à, mặc dù tôi biết viên hồng ngọc này làm bằng thủy tinh, nhưng chiếc vòng cổ bằng bạch kim này chắc cũng có giá vài nghìn đúng không? Tôi vô cùng thích, cảm ơn ông." Nói xong bà chủ động hôn Tống Trọng Băng một cái. Tống Trọng Băng cũng chết lặng khi nhìn thấy sợi dây hồng ngọc này. Và đời vợ nói rằng viên hồng ngọc này là hàng giả thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi được vợ hôn một cái, Tống Trọng Băng mở mắt ra cười, ánh mắt biết ơn nhìn Trần Ninh bên cạnh. Vừa rồi với vị trí của mẹ Hiếu Lệ, bà ấy sẽ không nhìn thấy Trần Ninh đưa quà cho Tống Trọng Băng dưới bàn, nhưng Tống Sinh Đình bên cạnh Trần Ninh thì có thể nhìn thấy rõ ràng. Dưới gầm bàn, cô nâng đôi giày cao gót lên dùng phấn gót đá nhẹ vào Trần Ninh trách mắng, "Anh thật xấu, đơn giản hư bố." Trần Ninh cười nhỏ giọng nói, "Nào có thể, em xem bố mẹ ăn ấy vui vẻ bao nhiêu, vui bao nhiêu." Chương 66: Vinh quang và đau thương. Vút vút, hai chiếc xe mặc vụ khổng lồ màu đen leo lên, sau đó dừng lại trên trước nhà hàng Như Gia. Hai chiếc xe này là công vụ đặc biệt của công ty bảo an Huy Hoàng ở Trung Hải. Chiếc xe công vụ đặc biệt này trông giống với xe công vụ đặc biệt của cảnh sát, vì thế ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh đi đường cũng như những vị khách trong sảnh nhà hàng. Tất cả đều đổ vô nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Sau đó Cù Gia Huy cao to dẫn theo nam thu hạ của mình bước xuống xe công vụ đặc biệt. Cù Gia Huy và năm người thu hạ có năng lực của anh ta đều mặc đồng phục an ninh màu đen tương tự như cảnh sát vũ trang, với huy hiệu hình thanh kiếm của công ty bảo an Huy Hoàng trên tay áo. Những người biết thì cho rằng họ là nhân viên bảo vệ, còn những người không biết thì nghĩ rằng họ là một nhóm cảnh sát đặc nhiệm. Hóa ra là sau khi Cù Gia Huy vội vã về Trung Hải từ tỉnh lỵ Thiên Hải, anh ta ngay lập tức để tìm ra vị trí hiện tại của gia đình Trần Ninh và Tống Sinh Đình.
Sau khi biết gia đình Trọng Linh và Tống Xuân Đình đang dùng bữa tối trong nhà hàng Như Gia này, anh ta lập tức đưa nam thuộc hạ có năng lực bừng bừng sát khí đến nhà hàng Như Gia tìm cách trả thù Trọng Linh. Nam thuộc hạ của anh ta đều là những người anh em theo anh ta làm lính đánh thuê ở nước ngoài, cũng là đội cốt cán của anh ta. Công ty Bảo An Huy Hoàng có thể phát triển công ty an ninh lớn nhất tại Trung Hải, với thực lực của các huynh đệ trong đó là không thể tách rời. Lần này anh ta tìm cách trả thù Trần Ninh nên đã đem tới tất cả nam huynh đệ có thực lực lợi hại nhất. Nhóm người xuống xe sải bước về sảnh như hàng Như Gia. Nhiều vị khách trong sảnh nhưng họ đang ngưỡng mộ, đến cả một con bé mập mạp cũng không nhận được hỏi bố. Bố ơi, cái chú này làm nghề gì vậy? Thật là uy phong, bọn họ vừa mở cửa xe đã thấy rất ngầu. Bố biết giải thích, đây đều là xe công vụ đặc biệt, đây chắc là những chú chiến sĩ bộ đội. Cậu bé mập mạp mở to mắt lấp lánh như những ngôi sao nhỏ nhìn cừu Gia Huy ngưỡng mộ nói, chú ơi, các chú đến đều là quân nhân sao? Cháu rất hâm mộ các chú. Cừu Gia Huy và những người khác thực ra không phải là quân nhân, nhưng chúng cảm thấy mình đã từng là lính đánh thuê, bây giờ lại làm công việc bảo an nên cũng được coi là những người lính. Anh ta không giải thích, chỉ đưa tay xoa đầu cậu bé mập mạp cười nói, cháu cứ tiếp tục cố gắng, sau này nhất định sẽ được như các chú. Cậu nhóc mập mạp được khích lệ rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hưng phấn. Vâng, Cừu Gia Huy dẫn một vài thuộc hạ của mình đi qua đại sảnh, tiến thẳng lên cầu thang trên phòng riêng trên tầng 2 để tìm Trần Ninh rửa hận. Chẳng mấy chốc đã đến trước phòng hoa mẫu đơn trên tầng 2. Cừu Gia Huy nhấc chân lên đã thẳng lên phòng. Cả nhà Trần Ninh và Tống Sinh Đình đang ăn uống vui vẻ, không ngờ đến cánh cửa đột nhiên bị người ta đạp tung ra, động tĩnh lớn. Trần Ninh nhìn đám người Cừu Gia Huy tự nhiên ở đâu xông vào, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, hôm nay là sinh nhật mẹ vợ, tôi không muốn nổi giận, bất kể các anh là ai, cho cái âm ba giai để cút đi. Cừu Gia Huy cười lạnh, anh làm chút thiểu gia em nhà chúng tôi bị thương, tôi đến đây để tính sổ với các anh, sợ là hiện tại vấn đề không phải là anh có mỗi nổi giận hay không, mà là làm sao anh có thể chịu được con giận của tôi. Vừa dứt lời, một bóng người lướt lên trước mắt Trần Ninh, đã đi tới trước mắt anh ta, tốc độ thật là nhanh. Đồng tử của Cừu Gia Huy giãn ra vẻ mặt kinh hoàng. Trước khi anh ta kịp phản ứng lại, Trần Ninh đã giơ tay hung bạo tát vào mặt anh ta. Phụt, Cừu Gia Huy phun ra một ngụm máu trộn với một vài chiếc răng bị gãy bay ra. Anh ta làm lính đánh thuê đã mấy năm, nhưng ở trước mặt Trần Ninh lại không có vẻ có khả năng chiến đấu. Thế vậy, một số tên thủ hạ đi cùng Cừu Gia Huy vô cùng sợ hãi, hét lên bổ nhau về phía Trần Ninh. Tuy nhiên, Trần Ninh trong nháy mắt đã hất văng bọn họ chúng ngã xuống đất. Hôm nay nể tên là sinh nhật mẹ vợ tôi nên tôi sẽ lưu lại cho các anh mấy cái mạng chó. Nếu có lần nữa, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sau khi Trần Ninh nói xong, anh túm lấy mấy người Cừu Gia Huy lên, kéo tất cả các người lên cầu thang rồi ném xuống. Tại sảnh tầng 1 của nhà hàng, bố cậu bé mập mạp đang bưng bát thức ăn dỗ dành cậu bé ăn. Nếu con muốn lớn lên trở thành một người có quyền lực như chú bộ đội kia, thì con phải ngoan ngoãn ăn đi. Con biết không, những chú binh sĩ đó rất lợi hại. Từng người một đều là võ công cao cường, chỉ có bọn chú ái đánh người khác, không ai đánh lại được bọn họ. Cha cậu bé còn vừa chưa nói xong thì đột nhiên đã thấy tiếng la hét khóc lóc, sau đó nhìn thấy một vài người trong nhóm Cừu Gia Huy lần lượt lên xuống cầu thang. Bố cậu bé mập mạp vừa về, tất cả các khách trong sảnh đều há hốc mồm, hồi lâu không nói nên lời. Cậu bé mập nhìn mấy người Cừu Gia Huy bị Trần Ninh đánh đến sưng mặt cả mặt, vì bị Trần Ninh ném xuống cầu thang thì khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ sợ hãi, liên tục xua tay. Con không làm binh sĩ, không làm binh sĩ nữa. Cậu Gia Huy vừa nghe thấy lời nói của cậu bé mập thì liền cố gắng đứng lên, mặt nóng bừng. Không chỉ vì bị Trần Ninh đánh bị thương mà còn vì xấu hổ và tức giận. Anh em của Cậu Gia Huy cũng xấu hổ và nhục nhã không kém. Từng người cố gắng dìu nhau đứng lên, chúng hỏi Cậu Gia Huy, Cậu ca, Trần Ninh mạnh hơn chúng ta người rất nhiều, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cậu Gia Huy ngẩng lên nhìn hai lần, án hẳn nói, rút lui trước, quay về từ từ tính kế. Vẻ mặt của Tống Trọng Băng và mẹ Hiệu Lệ vẫn còn kinh sợ không thôi, họ hỏi Trần Ninh, đây là chuyện gì vậy? Trần Ninh lạnh nhạt nói, lúc trước có một tên công tử mắt mù muốn bắt nạt Tiểu Đình đã bị con đánh cho một trận, nhưng tên mắt mù này chắc là muốn ra mặt cho công tử nhà bọn chúng. Tống Sinh Đình biết nhóm người Cừu Gia Huy đến trả thù cho Trúc Cửu Linh, may mắn là Trần Ninh đã giải quyết ổn thỏa. Tống Trọng Băng và vợ liên tục nói rằng hiện tại mấy tên công tử quần áo lụa là thật sự quá đáng. Họ còn dặn Trần Ninh và Tống Sinh Đình nhất định phải chú ý an toàn, có chuyện gì thì cứ gọi cảnh sát. Niềm vui của cả nhà đã bị nhóm người Cừu Gia Huy xáo trộn, thêm vào đó là đã ăn cần xong nên đành trả tiền rời đi. Trở về nhà, Trần Ninh ra ban công gọi điện cho Điển Chữ và bảo Điển Chữ cử thêm người đến bảo vệ gia đình anh. Điển Chữ nói vâng rồi đột nhiên nói, báo cáo thiếu soái, anh còn nhớ trận chiến khốc liệt nhất ở Long Môn Quan thuộc lãnh thổ Bắc Cảnh năm đó không? Trần Ninh nghe xong lập tức hồi tưởng về quá khứ. Trận chiến tại Long Môn Quan là cuộc xâm lược lớn nhất của kẻ thù trong 30 năm qua ở lãnh thổ Bắc Cảnh.
Ba trận chiến ác liệt nhất đã nổ ra, Trần Ninh cũng gây chấn động thiên hạ vì trận chiến đó, lập nên tên tuổi chiến thần kinh thiên động địa, được phong làm thiếu soái, một trận chiến làm nên thành công. Trong trận chiến đó, Trần Ninh đã dẫn 10.000 quân đánh bại 50.000 kẻ thù. Trần Ninh dẫn quân như thần, nhưng quân Bách Cảnh cũng hy sinh 8.000 binh mã. Trong trận chiến đó là vinh quang mà cũng là nỗi đau trong lòng Trần Ninh. Trong hai số đó, cấp dưới mà Trần Ninh ưng ý nhất là thủ lĩnh thiết quân Bách Cảnh Long Phong. 2.000 chiến sĩ đã anh hùng dũng hy sinh, ánh mắt Trần Ninh trở nên có hơi mờ mịt nhưng giọng nói vẫn kiên định vững vàng. Tôi đương nhiên còn nhớ, nếu anh không nói thì suýt nữa tôi đã quên các nhóm huynh đệ Lâm Phong đều đến từ phía nam thành phố Thiên Hải. Hầu hết nhóm thiết quân bao gồm cả người đã hy sinh anh dũng là Lâm Phong đều đến từ thành phố Thiên Hải. Điển Chữ thần trọng hỏi, người miền nam niệm tình cũ, ngày mai là ngày 15 tháng 7 âm lịch, thường được gọi là lễ của người âm. Mỗi hộ gia đình ở đây sẽ đốt tiền giấy vào ban đêm để tưởng nhớ người thân đã khuất. Thuộc hạ biết Đoàn Trưởng Lâm là thuộc hạ yêu thích nhất của thiếu soái, và xin hỏi ngày mai chúng ta có nên theo phong tục địa phương đốt giấy cho những huynh đệ hy sinh năm xưa không? Trần Ninh trầm giọng nói, mọi người đều biết biên giới Bách Cảnh chiến đấu đến rạng sáng, nhưng bọn họ không biết từng hộ ở phía nam đều treo lụa trắng. Ngày mai anh sẽ cùng tôi đến thành phố Thiên Hải, tôi sẽ đến thăm gia đình Lâm Phong, đồng thời tôi cũng sẽ đốt tiền giấy bên sông Thanh Tú để tri ân anh linh của những huynh đệ đã hy sinh trong quá khứ. Điển Chữ, tung mệnh. Chương 67, trời sinh thiên tài. Ngày hôm sau khi Trần Ninh chào tạm biệt cả nhà Tống Sinh Đình, bèn lên chuyến bay phổ thông với Đồng Thiên Bảo đến tỉnh lỵ Thiên Hải. Về phần Điển Chữ và Bác Hồ Vệ, còn có 2.000 binh sĩ đặc nhiệm Mạnh Long của Bách Cảnh sẽ đi một máy bay quân sự khác đến Thiên Hải. Khi Cừu Sơ Hy biết rằng Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đã đến Thiên Hải thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ngạc nhiên là vì Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đã đắc tội với Trúc Gia mà còn dám đến thành phố Thiên Hải. Lẽ nào họ không biết rằng đại bản doanh nhân của Trúc Gia chính là ở thành phố Thiên Hải sao? Vui mừng bất ngờ là vì Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đã rời khỏi Trung Hải và càng dễ dàng đối phó hơn. Cừu Gia Huy lập tức triệu tập toàn bộ 300 thu hạ tài giỏi ở công ty bảo họ đi theo anh ta đến Thiên Hải. Anh ta muốn biểu hiện tốt trước cửa nhà lão gia báo thù rồi hằng cho Trúc đại thiếu. Sau khi Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đến Thiên Hải, đầu tiên là đến thăm hỏi gia đình của những đồng đội đã hy sinh với thân phận là những người đồng đội bình thường. Sau khi Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đến gia đình thăm các liệt sĩ này, họ bí mật chú ý xem các gia đình này có gặp khó khăn gì không. Nếu khó khăn gì, anh đều viết ra từng thứ một, sau đó quay lại lệnh cho Điền Chậu phái người đến giải quyết. Vào buổi chiều, Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đến nhà Lâm Phong. Lúc Lâm Phong qua đời, Trần Ninh đã mệnh lệnh trợ cấp gấp đôi một khoản tiền, cũng chính là 200 vạn. Ngoài ra Trần Ninh còn tự bỏ túi mình ra trả riêng 100 vạn, tổng cộng là 300 vạn rồi. Điển Chữ đích thân đưa tiền trợ cấp cho bố mẹ Lâm Phong. Nhưng hiện tại lúc Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đến Lâm gia thì lại sừng sốt trước ngôi nhà cũ rách nát trước mặt. Mục đích ban đầu của khoản tiền trợ cấp là để gia đình các liệt sĩ bớt gánh nặng về tài chính. Nhưng tại sao ở chỗ ở của nhà họ Lâm vẫn tồi tàn đến như vậy? Trần Ninh cau mày cùng Đồng Thiên Bảo lại gần. Cánh cửa ngôi nhà cũ nát này đang mở, tiếng cãi vã gay gắt bên trong phòng khách. Hóa ra là cha mẹ của Long Phong, Lâm Thủy Trụ và Phùng Nguyệt Nga đang tranh cãi với con thừa tự Lâm Cường. Lâm Thủy Trụ và vợ chỉ có một cậu con trai là Lâm Phong. Sau khi Lâm Phong chết, bọn họ cũng coi như tuyệt hậu. Hai vợ chồng đều cảm thấy sau năm nay không ai tiễn đưa cũng là một điều vô cùng đau buồn. Vì vậy đã cân nhắc việc lấy Lâm Cường, cháu trai cùng dòng tộc làm con trai của họ. Đây vốn là một chuyện tốt, nhưng thật đáng tiếc con người Lâm Cường này ăn giỏi làm lười, chơi bời, trác tán lại còn ham mê cờ bạc. Hai năm trở lại đây, Lâm Cường liên tục thua vài trăm vạn. Mỗi khi thua lỗ, anh ta lại đến xin tiền vợ chồng Lâm Thủy Trụ. Tiền bồi thường của Lâm Phong đáng thương đều bị Lâm Cường trộm sạch. Tuy nhiên, tên Lâm Cường này không dừng lại ở đó. Gần đây anh ta lại mắc thêm khoản nợ cờ bạc đến 30 vạn. Đường cùng anh ta lại đến xin tiền vợ chồng Lâm Thủy Trụ. Nỗi đau của Phùng Nguyệt Nga cũng là từ đây mà ra. Bà ấy khóc nói, gia đình chúng ta đã làm điều ác gì chứ? Lâm Cường nhếch mép nói, mẹ khóc cũng vô dụng, con đem tiền đi đánh bạc không phải là muốn có thêm chút tiền dưỡng lão cho mẹ hay sao? Giờ con không may thì con có thể còn cách nào? Hai người mau chóng đưa tiền cho con trả nợ đi. Lâm Thị Trụ tức giận, chúng tôi có mắt mù nên mới nhận cậu làm con trai thừa, chúng tôi không còn tiền nữa, cậu mau cút khỏi đây. Lâm Cường cao mày nói, bố, con thừa tự cũng là con của bố mẹ. Lâm Thị Trụ hung hăng nói, cậu đánh cược bao nhiêu tiền của nhà chúng tôi đều bị cậu cũng sạch đi rồi, mau đi đi, không có tiền. Lâm Cường lo lắng, món nợ cờ bạc này là của con, là của Phi Ca, nếu không trả tiền đúng hạn chúng sẽ giết con mất. Lâm Thị Trụ, vậy cũng chính là cậu tự làm tự chịu. Lâm Cường vừa sợ vừa tức giận,
Bố mẹ, nếu con có mệnh hệ gì thì sau khi hai người chết sẽ không ai đu tiễn, đến lúc đó hai người sẽ trở thành nấm móng vô danh. Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo ở ngoài cửa, nghe đến đây, trong mắt toàn là lửa giận. Cả hai vợ chồng Lâm Thủy Trụ đều vô cùng tức giận, ông ấy lớn tiếng nói, chuyện đó không cần cậu quản, hơn nữa trong nhà đã không còn tiền nữa rồi, cậu sớm đã cùm hết tiền bồi thường của Phong Nhi rồi, chúng ta nào có tiền để cho cậu đi trả nợ cơ bạc nữa. Lâm Cường hét lên, không phải là còn ra nhà cũ này sao? Trước đây Đại Phi Kê đã nói rằng khu vực này sẽ được phát triển không phải sao, phí đền bù ước tính là 100-200 vạn, hay là dán gian nhà cũ này cho Đại Phi Kê là được, không chỉ trả nợ được cờ bạc mà còn có thể kiếm được một khoản tiền. Lâm Thủy Trụ cùng vợ nghe xong lời này của Lâm Cường tức giận đến mức toàn thân run rẩy nói, tên súc sinh, mày vậy mà lại có ý tứ như vậy, mày còn là con người không? Lâm Cường hùng hồn nói, tôi là con thừa tự của các người, dù sao sau khi hai người chết đi, căn nhà này sớm muộn cũng thuộc về tôi, bây giờ tôi bán đi thì có gì không đúng. Lâm Cường chưa kịp nói xong thì đã dừng lại vì thấy hai người đàn ông lạ mặt đi vào. Trong hai người đàn ông này, một người thì cao to với đôi mắt sáng như sao, người kia thì vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn. Đây chính là Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo. Lâm Cường cao mày khi nhìn thấy hai người Trần Ninh, giọng nói không hề hào cảm nói, cả anh là ai? Trần Ninh lạnh lùng nói, tôi là chiến hữu của Lâm Phong, tôi đã thăm nhà Lâm Phong. Lâm Thị Trù và Phùng Nguyệt Nga nghe nói Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo là bạn của Lâm Phong, liền vội vàng lau nước mắt trên khóe mắt, nhiệt tình đứng lên chào hỏi, hóa ra là chiến hữu của anh Phong, mau vào nhà trong nhà ngồi đi. Lâm Thị Trù xấu hổ nói, tôi rất xin lỗi vì trong nhà không có gì ngon để chiêu đãi mọi người. Trần Ninh cười nói, bác trai, cháu tên là Trần Ninh, còn đây là Đồng Thiên Bảo, chúng cháu là anh em với Lâm Phong, là người nhà, bác đừng coi chúng cháu là người ngoài. Lâm Cường thấy vợ chồng Lâm Thị Trù không thèm quan tâm đến mình mà lại tiến lên chào hỏi Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo thì không hài lòng nói to, bố mẹ đừng quan tâm đến mấy thằng lính quyền nghèo kiết sắc này, chúng hãy để tiếp tục thảo luận về thế chấp căn nhà này được không? Lâm Thị Trù lạnh lùng nói, không cần bàn luận. Sau đó nói với Trần Ninh rằng ông đi ra ngoài vườn nho hái hai chùm nho chiêu đãi mọi người. Phùng Nguyệt Nga cũng đi đun nước pha trà cho Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo. Lâm Cường thấy vợ chồng Lâm Thị Trù không chịu bán nhà trả nợ cơ bạc cho mình thì sắc mặt rất khó coi, chửi rủa nói, đúng là hai ông bà già mãi không chịu chết. Trần Ninh đang ngồi bên cạnh bàn nhìn vào mắt Lâm Cường, một tia lạnh lẽo lé lên. Lâm Cường nhìn chằm chằm vào Trần Minh, trừng mắt nói, anh nhìn cái gì? Khóe miệng Trần Minh hơi nhếch lên, chỉ vào một cái gạch tàn thuốc cách đó không xa, làm phiền mang cái đó lại đây cho tôi. Lâm Cường nghe vậy sững sờ, sau đó thầm nghĩ, hút thuốc mà cũng phải có gạch tàn, tên này cũng khá vệ sinh. Sau khi anh ta nghĩ xong, anh ta cầm cái gạch tàn trên mặt bàn lên đưa cho Trần Ninh. Của anh. Trần Ninh cầm lấy cái gạch tàn, thuận tay đấm vào trán tên tiểu tử này. Chỉ trong tích tắc, cái gạch tàn vỡ tan, còn đầu của Lâm Cường rỉ máu tươi. Anh ta ngã xuống đất hét lên. Trần Ninh tức giận bừng bừng đứng lên. Lâm Phong là anh em của tôi, bố mẹ anh chính là bố mẹ của tôi. Thứ lòng lan giả sói như cậu có quyền gì mà lấy hết tiền dưỡng già anh em tôi để lại cho bố mẹ, còn muốn ép hai người già bán nhà trả nợ cơ bạc. Trần Ninh nhấc mỏng đối phương lên, vung tay giáng cho đối phương vài cái tát rất mạnh vào mũi và mặt, khiến miệng anh ta chảy ra máu. Lâm Thị Trụ đang hái nhớ ở ngoài vườn nhà và Phùng Nguyệt Nga đang đun nước trên đầu bếp nghe thấy động tĩnh vội vàng đi lên. Hai vợ chồng vô cùng kinh ngạc khi thấy Trần Ninh vừa máng vừa tát vào mặt Lâm Cường, thậm chí còn quên bảo anh dừng lại. Trần Ninh tát Lâm Cường vài cái, sau đó lạnh lùng nói, bây giờ tôi cho cậu một cơ hội, mau nhận sai về chuyện này, ngoan ngoãn nói lại một lần nữa, nếu có một câu khiến tôi không hài lòng tôi sẽ phế cậu. Lâm Cường rốt cuộc này chỉ là một tên lưu manh bình thường, nào có thể chịu được khí tức giết người của Trần Ninh, nào có thể chịu được sự dạy bảo của Trần Ninh. Anh ta chịu khóc và thú nhận, liên tục nói, tôi sai rồi, tôi không nên đấm bạc nữa, tôi không nên dùng tiền trợ cấp của Phong Ca để trả nợ cơ bạc, tôi càng không nên ép cha mẹ bán nhà. Lâm Cường sững sờ, anh ta không nhớ ra được còn chuyện gì nữa. Trần Ninh lại vung tay tát Lâm Cường một cái rồi đánh gãy vài cái răng của Lâm Cường, lạnh lùng nói, vừa rồi không phải cậu nói ai không có người đưa tiền phải không? Lâm Cường vội vàng nói, có, sau khi bố mẹ qua đời, con trai là tôi sẽ khăn áo hiếu thuận tiện đưa hai vị trưởng lão. Trần Ninh nhấc chân đá phanh anh ta bay ra ngoài, trầm giọng nói, cậu là cái thá gì, xứng làm con của hai bác sao? Tôi với Lâm Phong có tình huynh đệ, sau này bác trai sẽ là bố tôi, bác gái sẽ là mẹ tôi, sau này tôi sẽ hiếu thuận với hai vị trưởng lão, dù là trăm năm sau Trần Ninh tôi cũng sẽ đưa tiễn họ, con đường cuối cùng cậu cút ra khỏi đáy cho tôi. Lâm Cường ôm ngực bị thương, xấu hổ bỏ chạy ra ngoài. Sau khi chạy thoát ra ngoài, anh ta quay lại chửi, hai cái ông già chết tiệt, thật sự bảo tên này đến dạy dỗ tôi à. Anh ta còn không phải nhắm vào tiền của hai ông bà, biết căn nhà cũ sắp được đền bù cho nên mới nhận hai ông bà là bố mẹ, các người cứ chờ đó mà hối hận đi. Sau khi Lâm Cường nói xong bèn nhanh chóng bỏ đi. Lâm Thị Trụ nhìn Trần Ninh nhìn chằm chằm như là muốn chứng minh điều gì đó. Trần Ninh cười khổ, bác trai, cháu không phải là người nói dối.
Lâm Thị Trụ đột nhiên kích động. Cậu là thiếu soái, là bên cạnh thiếu soái thủ trưởng A của A Phong. Đúng là cậu rồi, lúc trước A Phong đã cho tôi xem ảnh của cậu, nói cậu là người anh hùng mà nó ngưỡng mộ nhất. Trần Định không ngờ Lâm Thị Trụ lại nhận ra thân phận thật của mình. Anh lắc đầu và nói nhỏ, cháu không phải là anh hùng gì cả. Vinh quang của cháu thuộc về tất cả các chiến sĩ, kể cả những anh em đã hy sinh trên chiến trường. Những gì cháu nói vừa rồi là nghiêm túc. Bố, mẹ, A Phong đi rồi, từ nay con sẽ là con trai của hai người. Vợ chồng Lâm Thị Trụ kích động, nước mắt lưng tròng, vừa nắm tay lấy Trần Ninh vừa nói, con ngoan, chúng ta lại có thêm một đứa con trai, còn là trời sinh thiên tài nữa. Chương 68, muốn giết tôi, đến đi. Cựu Gia Huy dẫn theo 300 người của mình đến sân bay tỉnh Thiên Hải vào buổi tối. Lúc anh ta vừa đáp xuống sân bay, rất nhiều máy bay quân dụng leo vút lên bầu trời, khiến anh ta và những người có mặt tại sân bay vô cùng ngạc nhiên. Thiên Hải là thành phố trực thuộc tỉnh, sân bay Thiên Hải cũng là sân bay lưỡng dụng cả quân sự và dân dụng. Việc bắt gặp máy bay quân dụng ở đây là chuyện bình thường, tuy nhiên hơn 20 máy bay quân dụng xuất hiện cùng lúc thì là hơi hiếm gặp. Cựu Gia Huy nhìn thấy chiếc máy bay quân dụng liên tục hạ cánh, thậm chí còn thấy rất đông quân nhân của trung đoàn đặc công trật tự ra khỏi máy bay quân dụng đó. Anh ta nhìn không được lẩm bẩm, nhiều binh lính như vậy, hơn nữa nhìn phù hiệu mà Mã Đế Long trên tay áo hẳn là lực lượng đánh nhiệm Mạnh Long của quân khu Bắc Cảnh, có vẻ như nhân vật lớn mặt nào đó của quân đội Bắc Cảnh đến Thiên Hải. Anh ta vừa lẩm bẩm xong thì nhìn thấy một giáo quan đặc biệt vạm vỡ xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Điều khiến anh ta càng không ngờ tới chính là vị giáo quan này đã toát ra khí chất quân nhân kinh người vậy mà là không biết vô tình hay cố ý nhìn về phía anh ta. Vừa hay bốn mắt nhìn nhau, giáo quan vạm vỡ này không ai khác chính là đội trưởng đội hộ vệ của Trần Ninh, Điện Chủ. Cựu Gia Huy và Điện Chủ nhìn nhau như điện xẹt đánh lửa, trái tim Cựu Gia Huy rung động dữ dội, toàn thân rung lại bãi như điện giật. Anh ta vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác, không dám nhìn Điện Chủ nữa. Giáo quan này vừa nhìn đã biết là người đã từng bước ra khỏi biển máu núi xác, trên người tóc ra một cổ tử khí. Ngay cả Cựu Gia Huy đã làm lánh đính thuê ở nước ngoài mười mấy năm, từ đáy lòng cũng cảm thấy sợ hãi, giống như linh cậu nhỏ nhìn thấy vua sư tử. Máu trong huyết quản bị đè nén, không thể chịu đựng nổi. Cựu Gia Huy mang theo mười mấy trăm người của mình ra khỏi sân bay, sau đó gọi điện thoại. Biết được hai người Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo đã đến làng Thanh Tú ở ngoại ô thành phố, bây giờ họ đang là khách của một người tên là Lâm Thị Trụ. Cựu Gia Huy nhếch mép cười nói, ngoại ô làng Thanh Tú à, tối nay là lễ dành cho các người đã chết ngày 15 tháng 7, vừa hay biến Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo thành cô hồn giả quỷ. Cựu Gia Huy đưa thuộc hạ của mình đến gặp chúc lão gia, chúc hộ thiền trước, đồng thời sắp xếp cho tất cả thuộc hạ của mình đêm nay đến làng Thanh Tú để giết Trần Ninh. Mẹ Điện Chủ cũng dẫn đầu 2.000 binh sĩ của trung đoàn đặc nhiệm Mạnh Long trước tiên đi ăn tiệc chiêu đãi quân đội, sau đó đến làng Thanh Tú để gặp Trần Ninh. Đêm tối, trăng mờ gió lớn, bên sông Thanh Tú, mây đen che phủ bầu trời, không trăng không sao, thỉnh thoảng có đám chớp lấy lên trong đám mây đen cuộn trào, rõ ràng là đêm nay sắp có mưa to. Lúc này Trần Ninh và Điện Chủ, Đổng Thiên Bảo và Bác Hộ Vệ đang đứng trên bên sông, phía sau họ là 2.000 binh sĩ của trung đội đặc nhiệm Mạnh Long được vũ trang đầy đủ. Trên mặt đất bên sông có rất nhiều hương nến và rượu tưởng niệm. Trần Ninh cùng Điển Chủ và những người khác đang đốt giấy tiền để thờ cúng những người anh em đã khuất theo phong tục địa phương. Trần Ninh nghĩ đến đây các huynh đệ đã tử trận, ánh mắt không khỏi mơ mịt. Đồng Thiên Bảo bên cạnh anh đang ngồi xổm nén tiền giấy vào lò đốt để đốt. Điển Chủ và Bác Hồ Vệ đứng xếp hàng sau anh. Trong bóng tối, một phía sau có 2.000 binh lính đứng dày nghe ngén. Điển Chủ bình thường là một người đàn ông đổ máu nhưng không rơi lệ mà lúc này cũng đã rơi nước mắt. Giọng nói anh mang theo chút nghẹn ngào, hướng về phía dòng sông gần sóng hét lớn một tiếng, Lâm Phong, thiếu soái mang theo huynh đệ đến thăm anh, về đây uống rượu đi. Điển Chữ không người cầm ly rượu trắng, ngắn đầu uống cạn. Sau đó anh ta lại hét lên, Trương Tự Cường, anh em chúng tôi đến thăm anh, về uống rượu đi. Nói xong anh ta lại uống thêm một ly rượu trắng. Lý Vệ Minh, anh em chúng tôi đến thăm anh, về uống rượu đi. Trung Chấn Phi, anh em chúng tôi đến thăm anh, về uống rượu đi. Lưu Lão Thất, anh em chúng tôi đến thăm anh, về uống rượu đi. Mỗi lần Điện Chủ hét lên, anh ta đều uống một ly rượu. Bất tri bất giác, anh ta cũng không biết mình đã uống bao nhiêu rượu, say đến mức ánh mắt mơ hồ. Dường như trong bóng đêm, có vô số người anh em năm xưa đã về đoàn tụ với họ. Đồng Thiên Bảo cắn môi, nước mắt lưng tròng không ngừng đốt sáy tiền. Trần Nâm, Bác Hồ Vệ và 2.000 quân Mạnh Long đứng trên bóng tối phía sau đều nhắm mắt lại. Mỗi khi nghe Điện Chủ thốt lên một cái tên, liền sẽ thấy một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong tâm trí họ. Đó đều là những người anh em đã hy sinh năm xưa, trăng mờ gió lớn, đêm giết người. Trong bóng tối phía xa, một đội ngũ hàng trăm người đang lặng lẽ đi tới. Nhóm người này chính là nhóm người đang lên kế hoạch giết Trần Ninh và Cựu Gia Huy đêm nay. Vừa rồi, Cựu Gia Huy mang theo 300 thuộc hạ của mình leo ra khỏi nhà Lâm Thủy Trụ.
Tuy nhiên anh ta sẽ lên mạng của Trần Ninh và biết được từ vợ chồng Lâm Thủy Trụ rằng Trần Ninh và những người khác đang đốt xác tiền để thờ cúng linh hồn người chết bên sông Thanh Tú. Vì vậy Cù Gia Huy lập tức dẫn theo 300 thủ hạ của mình âm thầm đuổi tới bên trong bóng tối. Nhìn kia Cù Ca, quả thật có người đang đốt xác tiền thờ cúng ở phía xa bên sông. Cù Gia Huy nhìn thấy bên bờ sông tối đen thì chỉ có những ngọn nến và đống lửa bập bùng phát sáng từ tiền giấy đang cháy. Còn có nhìn thấy Trần Ninh và một số người đang đứng gần bờ sông, nhưng ánh sáng của những ngọn nến ở bờ sông không thể tỏa ra xa nên Cù Gia Huy và những người khác không nhìn thấy chính xác có bao nhiêu người bên bờ sông. Cù Gia Huy rút một con dao sắc bén, hung hăng nói, dao trong tay theo tôi, không giữ một ai, giết. Người của Cù Gia Huy đều lần lượt rút những con dao sắc bén ra. Nhóm người này bình thường chỉ thích dùng hai loại vũ khí, dùng gậy đánh người và dùng dao găm để giết người. Trần Ninh, Điện Chủ, Đổng Thiên Bảo và những người khác đang đắm chìm trong ký ức về những người anh em trước đây của họ. Đột nhiên nghe thấy tiếng động từ xa, Trần Ninh mở mắt ra nhìn về phía xa, trong tối đến không thể phân biệt được, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, có vẻ như rất nhiều người đang leo về phía này. Trần Ninh trầm mặc lạnh lùng nói, thứ mắt mù. Đổng Thiên Bảo đang đốt giấy tiền chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn bóng người từ phía xa đi tới. Điện Chủ cầm ly rượu nhíu mắt, trong mắt đã không còn sự mờ mịt do say rượu, chỉ có sát khí. Bắc Hồ Vệ sau lưng Trần Ninh và 2.000 binh lính đặc công Mạnh Long đứng thẳng như cục sào, mặt vô cùng cảm xiết, chặt súng. Cựu Giao Huy mang theo 300 người của mình bừng bừng sát khí lao tới. Người còn chưa tới thì một giọng nói hung ác vang lên phía trước, chú ý đừng để Trần Ninh và Đổng Thiên Bảo chạy mất, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, giết. 300 người của anh ta còn cầm con dao găm sắc song nhọn lên hung hãn như một bầy sói. Tuy nhiên đòn tấn công của bọn chúng rất nhanh đã bị chặn lại. Bởi vì leo tới gần thì chúng đột nhiên phát hiện rất nhiều người vây quanh Trần Ninh và dày đặc. Xem ra có thể tới 1-2 ngàn người. Cựu Giao Huy và thủ hạ của anh ta đều sững sờ. Đây là tình huống gì? Tách tách tách. Đột nhiên đèn mặt sáng, chiếu sáng cảnh vật như ban ngày. Cựu Giao Huy và những người khác phát hiện rằng có rất nhiều xe địa hình có vũ trang và các phương tiện quân sự khác đang xung quanh. Đèn sáng lên đều là đèn xe và đèn quân sự. Điều khiến chúng kinh hãi hơn là ngoài Đổng Thiên Bảo, Trần Ninh và còn đúng chung là Điện Chủ và hơn 2.000 binh lính. Những người lính này chính xác là những người lính của trung đoàn lực lượng đặc nhiệm Mạnh Long mà chúng gặp ở sân bay ngày hôm nay. Trần Ninh nhìn Cù Gia Huy cùng đám người của anh ta hoảng sợ, lạnh lùng nói, các anh muốn giết tôi, đến đi. Chương 69. Các anh lên cùng đi. Cựu Gia Huy và 300 người của anh ta nghe thấy Trần Ninh nói vậy thì nét mặt đều thay đổi. Lên giết thế nào được, mùa cái kiểu gì vậy? Điện Chủ trong giọng quát. Tất cả binh sĩ lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Binh sĩ của lực lượng đặc biệt được trang bị vũ trang phía sau Trần Ninh hô vang một tiếng rồi nhanh chóng chuyển từ đội hình vang dội sang đội hình chiến đấu. Sau đó lại có tiếng lạch cạch dứt khoát, tất cả các binh sĩ đã được nạp đạn. Báo cáo thủ trưởng, tất cả binh lính của trung đoàn đặc nhiệm Mạnh Long đã nạp đạn được vào khoang, xin thủ trưởng chỉ định. Trần Ninh chống tay lạnh nhạt nói, nếu đã vào trạng thái chiến đấu thì hãy giết những kẻ chống cự hoặc bỏ việc chạy. Biết, tất cả họng súng của các binh sĩ đều nhắm vào đối phương. Keng keng keng, toàn bộ đám người của Sơ Huy đều kinh hãi, dao găm sắc nhọn trên tay lần lượt rơi xuống đất, mặt các không còn chút máu, giơ hai tay lên đầu hàng. Phí lời, hiện tại ai cũng đều nhìn ra Trần Ninh không hề nói đùa. Nếu kẻ nào có dám chút hành động kỳ quái nào thì chắc chắn sẽ bị giết ngay tại chỗ. Cựu Gia Huy lớn lên trong chút xe, còn đã làm lính đánh thuê ở nước ngoài và nam nên cũng được coi là đã từng trải qua sóng gió. Nhưng lúc này anh ta vô cùng sợ hãi. Anh ta kinh hãi nhưng Trần Ninh khuấy miệng vô cùng khổ sở, hối hận đến mức muốn tự sát. Đồng thời trong lòng cũng vô cùng khó hiểu. Không phải thông tin mà Trúc Gia thu nhập được nói rằng Trần Ninh là một quân nhân đã nghỉ hưu bình thường sao? Sao hiện tại lại như thế này? Điều anh ta không biết là hồ sơ của Trần Ninh là hồ sơ tuyệt mật, thuộc về mức độ bảo mật cao nhất trong năm chữ S. Rất ít người ở Trung Quốc có quyền xem chúng. Ngay cả hồ sơ thật của Đổng Thiên Bảo, từng là bảo vệ của Trần Ninh, cũng là thứ mà người bình thường không thể tiếp cận được. Thứ hồ sơ mà Trúc Gia điều tra được về thân phận của Trần Ninh và Đổng Thiên Bảo đều đã bị sửa đổi, chỉ là hồ sơ giả để che tai biệt mắt người khác. Trần Ninh lạnh lùng nhìn Cựu Gia Huy. Anh vừa nói muốn giết tôi phải không? Cựu Gia Huy run rẩy nói, tôi. Anh ta muốn phủ nhận nhưng lại không dám phản bác, bởi vì lúc anh ta dẫn đầu một đám người của mình hăng hùng đòi xông lên chém giết và thật là lớn tiếng kêu giết Trần Ninh và Đổng Thiên Bảo, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mọi người đều có thể nghe rõ. Bóp, Trần Ninh giơ tay tát đối phương một cái giòn vang, cái tát này khiến một nửa bên má Cựu Gia Huy sưng tái, khóe miệng đầy máu. Trần Ninh lạnh lùng nói, trả lời tôi. Cựu Gia Huy trả lời chậm một chút thì ngay lập tức lại bị anh tát gãy vai cả răng. Anh ta vô cùng sợ hãi, khóe miệng đầy máu, nhanh chóng nói, Trần tiên sinh, tôi sai rồi, tôi có mắt mà không thấy thái sơn. Cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi sẽ không bao giờ dám. Trần Ninh dần dần nhìn Cựu Gia Huy.
tối hôm qua ở nhà hàng New Ze ở thành phố Trung Hải. Tôi nể tình là sinh nhật mẹ vợ nên tôi đã thay cho anh một mà lần. Tôi đã cho anh một cơ hội, nhưng tiếc là anh không tận dụng. Cô Gia Huy nghe vậy cũng nhận ra được điều gì đó, sắc mặt anh ta cách không còn giọt máu, khóe miệng vừa muốn kêu khóc cầu xin, nhưng Trần Ninh vừa dứt lời, Điện Chủ đã ra tay, vung tay ra lực chém vào cổ Cô Gia Huy. Rắc, tiếng gãy xương khiến người ta tê tê da đầu vang lên. Cô Gia Huy giống như một con gà trống bị siết cổ, ngã thẳng xuống đất, còn hơi thở. Cô Gia Huy chết rồi. Từng người trong số 300 thuộc hạ của Cô Gia Huy đều kinh hãi, mùi nước tiểu thoang thoảng tràn ngập trong không khí. Nhiều tên đã sợ hãi đến mức tè ra quần. Trần Ninh nhìn tất cả những tên còn lại lạnh lùng nói, bắt tất cả những người này lại, bí mật lưu đày xuống hầm mỏ ở khu vực Bắc Cảnh vì tội danh vi phạm bí mật quân sự, khai thác 10 năm để cống hiến cho đất nước. Trần Ninh biết rằng cái gọi là công ty bảo an của Cô Gia Huy thực chất là một công ty lính đánh thuê trá hình. Công ty này của Cô Gia Huy không chỉ giới hạn trong việc cung cấp dịch vụ bảo vệ cho những người nổi tiếng giàu có, mà còn bí mật cung cấp các dịch vụ như chiến đấu, giết người và trả thù. Vì vậy, Trần Ninh không hề thương xót đám người ở hiện trường, trực tiếp ném họ vào hầm mỏ Bắc Cảnh để lao động cải tạo. Ngay sau đó, toàn bộ người của Cô Gia Huy bị các binh sĩ của Trung đoàn Lực lượng Đặc nhiệm Mạnh Long hộ tống vào trong xe. Những người lính đang lần lượt bắt giữ hàng trăm người của Cô Gia Huy thì đột nhiên có ánh đèn xe từ phía trước lấp lóe, vài xe tải lao tới. Những người trong xe tải đều là máy tính lưu manh địa phương, người dẫn đầu là Đại Phi. Ngồi bên cạnh Đại Phi hóa ra là chính là Lâm Cường, người đã bị Trần Ninh dạy dỗ hôm đó. Hóa ra Lâm Cường đã nợ Đại Phi tiền cờ bạc mấy chục vạn. Hôm nay anh ta đến gặp vợ chồng Lâm Thị Trụ, đòi họ bán ngôi nhà của tổ tiên để lại cho trả nợ cho anh ta, và đã bị Lâm Thị Trụ và vợ ông ta từ chối gay gắt, còn bị Trần Ninh đánh. Trong lòng có chút oán hận nên anh ta đã chạy đi tìm Đại Phi, cầu xin Đại Phi báo thù và dạy dỗ Trần Ninh cho anh ta. Đồng thời anh ta cũng hứa với Đại Phi, với tư cách là con thừa tự của vợ chồng Lâm Thị Trụ, sẽ gán nợ ngôi nhà tổ tiên để lại cho Lâm Thị Trụ với giá thấp. Đại Phi biết rằng vùng đất ở làng Thanh Tú này sẽ sớm phá bỏ, đến lúc đó phá bỏ thì khu đất này sẽ đáng giá rất nhiều tiền, vì thế Đại Phi sẽ không có chút da dự đồng ý. Vì vậy mới có cảnh này. Đại Phi đã đưa hơn 20 tên lưu manh nhỏ theo sự dẫn đường của Lâm Cường đến xử lý Trần Ninh. Biết được Trần Ninh đang đốt giá tiền bên bờ sông cúng linh hồn, người đã mắc bèn lập tức chạy xe đến. Nhưng khi chúng chỉ còn cách mười mấy người Trần Ninh khoảng 30 mét thì tài xế mới nhận ra điều gì đó không ổn, nhanh chóng dừng lại. Đại Phi ngồi ở ghế sau không biết chuyện gì xảy ra, lập tức chửi bới: "Mẹ kiếp, sao đột ngột dừng lại làm gì? Tiếp tục lái xe đi lên." Tài xế ấp úng: Đại Phi ca, hình như có chuyện gì đó không đúng." Đại Phi vội vàng lên hàng ghế đầu nhìn phía trước xe hỏi: "Có chuyện gì không đúng?" Người lái xe run rẩy nói: "Phía trước có nhiều binh lính như vậy, bọn họ hình như đang bắt người." Đại Phi lật về Lâm Cường nghe và nghe đều rất kinh ngạc. Hai người bọn chúng đều cẩn thận nhìn về phía trước, quả nhiên có vô số binh lính vũ trang đang vây bắt một nhóm người có rất trật tự. Trong chốc lát, sắc mặt Đại Phi tái nhợt, anh ta run rẩy hét lên: "Con mẹ nó, thật là dọa chết tao rồi, đi đi đi, quay lại mau. Mẹ nhà mày còn ở chỗ này chờ ăn đạn sao?" Thật đáng tiếc là khi xe chúng đi tới thì đã bị sớm chú ý. Điện chủ lúc này đã mang theo một cặp binh sĩ đến bao vây trong chiếc xe tải. Điện chủ gọi cửa kính xe, cửa sổ kéo xuống. Điện chủ nhìn những người có mái tóc sặc sỡ và hình xăm trong xe lạnh lùng hỏi: "Các ngươi đang làm gì ở đây?" Bọn Đại Phi nào nhìn thấy đội hình như vậy, ngày thường gặp cảnh sát ở đồn cảnh sát thôi, đã sợ hãi đi đường vòng. Bây giờ nhìn thấy loại giáo quan như Điện Chủ cùng binh lính bắn đạn thật vây quanh ở hiện trường khiến bọn chúng sợ hãi không nói nên lời. Trần Ninh lúc này cũng đi tới, nhìn thấy Lâm Cường trong xe ánh mắt lạnh lùng: "Lại là anh." Lâm Cường ngày hôm nay đã bị Trần Ninh dạy dỗ, vốn đã rất sợ Trần Ninh, hiện tại càng sợ hãi đến mức mất hồn, nhanh chóng nói: "Tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Tôi không nên gọi bọn Đại Phi ca đến báo thù anh. Tôi không nên cấp thế ngôi nhà tổ tiên của bố mẹ mình cho Đại Phi ca." Đại Phi ở bên cạnh nghe thấy Lâm Cường nói vậy thì huyết áp tăng vọt, suýt nữa bị đồng đội ngu như lợn làm cho nôn ra máu. Sau khi Trần Ninh nghe thấy Lâm Cường nói vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, tầm mắt rơi vào bên người Đại Phi: "Anh chính là Đại Phi?" Đại Phi nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc: "Tôi là..." Trần Ninh gật đầu: "Các anh còn vừa hay, chúng tôi đang chiến đấu cùng mấy kẻ tàn ác. Nếu các anh đã đến rồi thì cùng lên đi, cùng lên đi lao động cải tạo." Lâm Cường và nhóm lưu manh của Đại Phi khóc thảm thương xuống xe rồi bị áp giải đến chỗ đám người của Cục Gia Huy. Chúng sẽ cùng nhau đưa đến khu mỏ Bắc Cảnh để lao động cải tạo. Sau đó với đám côn đồ nhỏ của Đại Phi, thuộc hạ của Cục Gia Huy nghe nói chỉ là cải tạo lao động 10 năm thì ngược lại bình tĩnh chấp nhận. Bọn chúng dù sao cũng không phải thứ tốt đẹp gì, lần này Trần Ninh không bắn chúng thì đối với chúng đã được ân xá lớn rồi. Vì vậy các nhân viên bảo an của công ty bảo an Huy Hoàng bị bắt đã tức giận nói với nhóm người Đại Phi: "Khóc cái gì, nhanh lên, chỉ chờ có bọn mày thôi đấy, chúng ta cùng nhau đi cải tạo cho tốt." Chương 70 Nam Bá Thiên.
Lực lượng đặc biệt Mãnh Long áp giải các nhân viên bảo vệ của công ty bảo an Huy Hoàng cũng như nhóm người Đại Phi Lâm Cường đi. Trần Ninh, Điền Chủ, Đông Thiên Bảo và Bác Hồ Vệ lại đến nhà Lâm Phong gặp Lâm Thị Trụ và vợ. Làng Thanh Tú cách sông, Thanh Tú không xa, động tĩnh lớn như vậy bên sông đã kinh động đến một số người dân trong làng. Lúc này Lâm Thị Trụ cùng vợ và một số người dân trong làng vừa đúng lúc đang chuẩn bị đi ra khỏi làng xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lâm Trụ và vợ nhìn thấy Trần Ninh thì lộ ra biểu cảm kích động, tiến lên nhiệt tình chào hỏi. "A Ninh, chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi có người đến tìm con, chúng ta nói cho bọn họ bảo rằng con đi đến bên sông đốt cháy tiền." Trần Ninh hôm nay đã nhận vợ chồng Lâm Thị Trụ làm cha mẹ, vì vậy bây giờ vợ chồng Lâm Thị Trụ gọi Trần Ninh là A Ninh. Họ biết rằng Trần Ninh là người mà Lâm Phong ngưỡng mộ nhất lúc còn sống, còn biết rằng Trần Ninh và Lâm Phong là tình anh em, vì vậy họ cảm thấy đặc biệt thân thiết với Trần Ninh. Trần Ninh cười nói, "Bố mẹ, nhóm người đó tới gây rắc rối, con và Lâm Cường và Đại Phi đã dẫn theo đám lưu manh vừa bắt đi rồi, nghe nói đã sẽ bị lao động cải tạo." Phùng Nguyệt nghe kinh ngạc kêu lên, "Lâm Cường và kẻ xấu Đại Phi đều bị bắt và đưa đi cải tạo lao động rồi à, thật là đáng đôi vì làm việc ác." Lâm Thị Trụ cũng sừng sốt, tức giận bừng bừng nói, "Cái này gọi là tổ chức lái tội, cũng tốt, mấy người bọn họ cần phải ngoan ngoãn đi cải tạo." Những người dân làng khác cũng xì xào bàn tán. Lâm Thị Trụ đón Trần Ninh và đội vệ của anh về nhà. Lâm Thị Trụ thấy bên cạnh Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo nhiều thêm Điện Chủ và Bác Hồ Vệ thì muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Trần Ninh nhìn thấy liền giải thích, "Bố mẹ, đây là Điện Chủ, con có bọn họ đều là chiến hữu của A Phong năm đó." Lâm Thị Trụ vui vẻ nói, "Xin chào mọi người, A Phong có mấy chiến hữu như các cậu chính là phúc khí của nó." Điện Chủ và những người khác có chút buồn bã, dù sao thì Lâm Phong cũng đã hy sinh. Trần Ninh nói, "Bố mẹ, con tạm thời đang sống ở Trung Hải, nghe nói chỗ ở của hai người sắp bị phá bỏ, hay là hai người đến Trung Hải sống cùng con đi, con cũng có thể tiện chăm sóc hai người lúc xa cả." Vợ chồng Lâm Thị Trụ cười nhẹ nhõm, nhưng Lâm Thị Trụ lại cười từ chối, "A Ninh, hai ông bà già chúng ta cảm ơn con đã có lòng như vậy, nhưng chúng ta không được sống cùng con khiến con thêm phiền phức." Trần Ninh vừa muốn nói thì Lâm Thị Trụ để lại nói tiếp, "Con cứ nghe bố cho nói xong đã, cho dù chúng ta cùng con tới Trung Hải thì cũng không quen môi trường sống, sống cũng sẽ không quen. Còn về việc phá bỏ làng Thanh Tú, mọi người trong làng đã cùng nhau bàn bạc quyết định chuyển đến Côn Minh, dân làng cùng nhau định cư ở đó, mọi người có thể đến chăm sóc lẫn nhau, thật là vui." Sau khi nghe Lâm Thị Trụ nói, Trần Ninh trầm tư suy nghĩ một hồi nói rồi, "Nếu bố mẹ đã có kế hoạch như vậy thì cũng được, bốn mùa ở Côn Minh đều giống như mùa xuân, nhịp sống trọng rãi, quả thật rất thích hợp để người già dưỡng lão. Sau này thỉnh thoảng con sẽ đến thăm hai người, còn nữa, con sẽ để lại thông tin liên lạc của con, Điện Chủ, Đồng Thiên Bảo để đề phòng, có chuyện gì thì hai người có thể kịp thời tìm được con." Sau đó, Trần Ninh và Đoàn Thị Tùng rời đi, trở về thành phố Trung Hải. Ngày hôm sau, biệt thự Trang Viên Trúc Gia, một trong những biệt thự xa hoa. Trúc Khổ Thiên mặc quần áo vải đi giày vải, bỏ cuốn kinh kim cương trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn con trai Trúc Phong Hoa đang chống tay đứng đó nhàn nhạt hỏi, "Tối hôm qua ta nghe nói Gia Huy đã dẫn 300 người đi chặt giết Trần Ninh và Đồng Thiên Bảo, có tin tức gì không?" Trúc Phong Hoa mơ hồ nói, "Bố, cùng Gia Huy và những người khác." Trúc Khổ Thiền không vui nói, "Có gì thì cứ nói, lời mẹ ấp úng, còn ra thể thống gì nữa." Trúc Phong Hoa căng da đầu nói, "Gia Huy cùng 300 người của cậu ta đều đã biến mất." Nghe vậy, Trúc Khổ Thiền vô cùng kinh ngạc và tức giận hét lớn, "Nói nhảm, hàng trăm người sống rời ra đấy, cứ coi như là chết thì cũng phải có xác, làm sao có thể biến mất trong không khí?" Trúc Phong Hoa cười khổ nói, "Thật sự là đã biến mất, con thậm chí đã sử dụng lực lượng của rất nhiều nhưng mà trong tay Trúc Gia nhà chúng ta nhưng vẫn không thể tìm thấy bọn họ." Trúc Khổ Thiền kinh ngạc mờ mịt, "Sao có thể như vậy?" Trúc Phong Hoa nói, "Tuy nhiên, con đã cử người đến làng Thanh Tú để hỏi thăm dân làng, vẫn điều tra ra được một số manh mối." Trúc Khổ Thiền nói, Trúc Phong Hoa nói, "Nghe nói đêm qua có người bị lính bị bắt đi, một tên lưu manh ở địa phương tên là Đại Phi cũng bị bắt." Trúc Khổ Thiền cau mày, "Liên quan gì tới sự biến mất của Gia Huy?" Trúc Phong Hoa cười khổ nói, "Bố, nghe nói hôm qua có mấy chục chiếc máy bay quân đội dụng hạ cánh xuống sân bay, còn có rất nhiều binh lý ở từ Bắc Cảnh tới đây, ước chừng bọn họ tới đây làm nhiệm vụ. Con đoán là băng đảng lưu manh của Đại Phi cũng như nhóm người của Gia Huy đều tung hoành khắp thị trấn, can thiệp vào các nhiệm vụ tuyệt mật cho những người lính Bắc Cảnh, vì vậy tất cả đều phải bị bắt." Trúc Khổ Thiền lộ ra vẻ kinh ngạc, "Sao có thể trùng hợp như vậy, chuyện này không có liên quan gì đến Trần Ninh phải không?" Phong Hoa lập tức lắc đầu nói, "Làm sao có khả năng, chúng ta đã điều tra thân phận thật của Trần Ninh từ rất lâu rồi, chỉ là một quân nhân bình thường đã về hưu, cậu ta có khả năng huy động một quân đoàn đi bắt đám người cựu Gia Huy sao? Hơn nữa, nếu Trần Ninh huy động cả quân đoàn để đối phó với cựu Gia Huy, vậy thì tại sao những tên xã hội đen không liên quan ở địa phương như nhóm người Đại Phi làm bắt xử?" Trúc Khổ Thiền nghe vậy cũng gật đầu, "Con nói cũng đúng."
Từ bọn xã hội đen Đại Phi ở địa phương, những người không liên quan đến Cừu Xã Huy cũng bí mật bắt giữ thì có thể thấy rằng không liên quan gì đến Trần Ninh. Chỉ là Cừu Xã Huy và Đại Phi đều vô tình làm gián đoạn lực lượng binh đoàn bắt cảnh thực hiện nhiệm vụ bí mật nên bị bắt đi. Trúc Hổ Thiền ngay lập tức nói, liệu có thể sử dụng mối quan hệ Trúc gia nhà chúng ta để tìm tình hình và cứu Xã Huy ra không? Trúc Phong Hoa, bố đừng nghĩ nữa. Người bác sơ hơi ước chừng là bên sở bác cảnh, Trúc gia nhà chúng ta trong mắt quân đội bác cảnh chẳng là cái rắm gì, không có cái nào cách cứu được cậu ta cả. Trúc Khổ Thiền, ôi bọn xe hơi thật không may mắn, nằm yên cũng trúng đạn. Trúc Phong Hoa hung hăng nói, bố, dù xe hơi đã xảy ra chuyện nhưng việc trả thù cho Cửu Linh không thể bỏ qua được. Cửu Linh vẫn đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói sau này Cửu Linh không thể làm đàn ông nữa, còn đề nghị phẫu thuật chuyển đổi giới tính, thật đáng hận. Nhắc đến Trần Ninh, Trúc Hồ Thiền cũng đau đớn vô cùng, ông ta khẽ cau mày. Xe hơi xảy ra chuyện, còn có ứng cử viên thích hợp nào khác để báo thù cho Cửu Linh không? Trúc Phong Hoa nói, bố không phải người phát ngôn của chúng ta ở Trung Hải là Trần Cửu đã chết rồi sao? Bây giờ chúng ta cần cử một người phát ngôn mới ở Trung Hải để chịu trách nhiệm về mạng kinh doanh đen của chúng ta ở Trung Hải. Trúc Hồ Thiền, con có đề nghị gì không? Trúc Phong Hoa nói, hoàng đề ngầm của thành phố lân cận với thành phố Trung Hải là thành phố Văn Lam, Từ Cảm Minh, người mạnh nhân thủ thiêu. Còn có biệt danh là Nam Bá Thiên, Từ Cảm Minh là một môn đệ của gia đình chúng ta, anh ta có tham vọng bừng bừng, không hài lòng với việc chỉ trở thành hoàng đế ngầm của thành phố Văn Lam. Con đề nghị để anh ta toàn quyền đối phó với Trần Ninh, nếu anh ta có thể giết Trần Ninh và tiêu diệt kẻ đang chiếm giữ quyền kiểm soát thế giới ngầm của Trung Hải là Động Thiên Bảo, thì sẽ có giao quyền quản lý Trung Hải cho anh ta. Để anh ta ở Trung Hải trở thành hoàng đế ngầm của hai thành phố Trung Hải và Văn Lam là được rồi. Trúc Khổ Thiền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Được rồi, con đi với Từ Cảm Minh, chuyện báo thù cho Cửu Linh nhất định phải làm thật tốt. Trúc Phong Hoa, vâng. Buổi trưa, Trần Ninh đã trở lại biệt thự Trung Hải Giang Biên ở tiểu khu. Anh ta bước vào nhà thì thấy Tống Sinh Đình cùng con gái, Tống Trọng Băng và mẹ Hiệu Lệ đang ăn trưa. Con gái nhìn thấy anh ta thì lập tức vui mừng chạy đến. Bố, bố, Trần Ninh ôm con gái cười cưng chiều nói. Con có nhớ bố không? Tống Thanh Thanh liên tục gật đầu, lanh lảnh đáp. Nhớ ạ, Thanh Thanh nhớ bố, mẹ cũng nhớ bố. Tống Sinh Đình bên cạnh đang mỉm cười đi tới thì sững người ngay lập tức khi nghe con gái mình nói vậy. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên, cố ý hỏi con gái, mẹ nhớ bố thế nào? Tống Thanh Thanh thật thà đáp, lúc mẹ ngủ cũng gọi tên bố mấy lần. Mẹ Tống Sinh Đình lập tức đỏ bừng, ngại ngùng, tức giận mắng con gái. Con nói bậy bạ gì vậy, mau đi ăn cơm đi, con phải ăn hết đồ ăn trong bát của con, nếu không hôm nay con không được phép xem tivi.